Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một bộ truyện của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Phản Kháng. Và bộ truyện này Khôi chỉ làm trong vỏn vẹn có một tập thôi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thiên lớn lên trong vòng tay yêu thương che chắn của cha mẹ. Gia đình giàu có, xe hơi, nhà lầu như những bậc thượng lưu khác. Thiên sống với cha mẹ giữa phố thị phồn hoa, được học hành, được ăn no mặc ấm, ra đường được mọi người xem trọng, đến lớp được bạn bè nể nang, bà con cô bác hai bên nội ngoại cưng chiều nịnh hót. Được cái, mẹ Thiên, bà Lê Thị Phổ Thượng là người đàn bà nhã nhặn, lịch sự và nhân từ, nhưng đầy quyền uy. Ba Thiên, ông Tề Hoắc Tang, người Việt gốc Hoa, là một doanh nhân thành đạt. Ông có công ty giày da ăn nên làm ra, và tương lai Tề Hoắc Thiên sẽ kế thừa. Bà Phổ Thượng luôn nói với Thiên như vậy. Nhưng khi Thiên được 10 tuổi thì bất hạnh ập tới cuộc đời nó. Mẹ nó bỗng vướng vào căn bệnh nan y ca tử cung, điều trị hơn 2 năm, sức khỏe càng ngày càng tồi tệ. Cha mẹ không còn, bên cạnh bà là cô em ruột duy nhất Phổ Dược chăm sóc. Biết mình không qua khỏi, bà dặn dò em gái trông nom cho Thiên, bảo vệ tài sản để Thiên kế thừa. Dù không trắng trợn nói ra, nhưng Phổ Dược biết chị mình muốn cô thế chỗ bà làm mẹ kế của Thiên. Nhưng lúc đó Phổ Dược đã có người yêu, là một thủy thủ người gốc Quảng Trị. Hai người đã có kế hoạch hôn nhân và về quê anh sinh sống rồi. Bà Phổ Thược qua đời khi Thiên mới 12 tuổi. Trước khi mất 3 ngày, lúc chưa rơi vào hôn mê, còn minh mẫn và nói chuyện được, bà điện thoại mời luật sư Trần Tòng tới làm di chúc, rồi gọi chồng, con, em gái, bác sĩ đang điều trị cho bà và người làm đến chứng kiến. Trong di chúc, bà nói cho luật sư ghi: toàn bộ tài sản do ông bà gầy dựng sau này sẽ thuộc về duy nhất một mình Tề Hoắc Thiên, không có người thứ hai. Ông Tề Hoắc Tang tại vị, đến khi Thiên 25 tuổi, có tốt nghiệp đại học hay không, cũng sẽ nhậm chức phó chủ tịch công ty. Khi ông Tang đến tuổi nghỉ ngơi, thì giao toàn bộ quyền hạn cho Thiên. Thiên phải có nhiệm vụ chăm sóc ông khoảng đời còn lại, không được bạc đãi. Nếu ông Tang kết hôn, sinh con với người đàn bà khác, thì tài sản sẽ quy bằng tiền mặt và chia cho ông 1/3 để có cuộc sống riêng của mình. Công ty sẽ là của Thiên. Sau đó, bà giao Phổ Dược làm quyền giám hộ Thiên, trông coi, theo dõi, động viên thằng bé học hành tới nơi tới chốn, căn dặn ông Tề Quốc Tang dứt khoát phải để Thiên thừa kế tất cả tài sản của ông bà, tha thiết gửi gắm dì Phổ giúp việc chăm sóc Thiên đến khi khôn lớn. Bà nắm tay Thiên ân cần dặn dò: dù không còn mẹ, nhưng nhà này là của con, cho nên không ai có quyền tước đoạt và đuổi xô con dù bất kỳ lý do nào. Hãy nhớ lấy, sau này nếu như ba con có vợ khác thì họ cũng không có quyền lấy đi những gì thuộc về con. Và để bảo đảm cho cuộc sống sau này của Thiên, bà nhờ những người chứng kiến ký vào di chúc gồm ông Tang, Phổ Dược và bác sĩ Nguyễn Hòa Bình công tác ở bệnh viện ung bướu đang điều trị cho bà. Ngoài ra còn có chữ ký của dì Phủ, người đã chăm sóc Thiên từ khi nó mới sinh ra. Ông Tề Hoắc Tang âu yếm nắm tay vợ dịu dàng: em không cần phải lo, nếu như em không căn dặn thì anh cũng sẽ làm như vậy. Thiên là con trai duy nhất của chúng ta, tài sản này không để cho nó thì để cho ai? Anh phải cảm ơn em bao nhiêu năm nay đã nuôi dưỡng thương yêu con của mình. Anh trân trọng hứa với em, có mọi người ở đây làm chứng, anh sẽ không kết hôn với ai nữa cả. Đời của Tề Hoắc Tang chỉ có một người vợ chính thức hợp pháp là Lê Thị Phổ Thượng này thôi. Dù là em có mất đi, anh cũng sẽ không có thêm đứa con nào ngoài giá thú. Em thương Thiên một thì anh sẽ thương nó 10. Nhưng biểu hiện của đàn ông khác với đàn bà, em hiểu mà. Cái gì thuộc về quyền lợi của con, anh sẽ xả thân bảo vệ. Bà Phổ Thực mỉm cười héo hát, siết nhẹ tay chồng. Ông vuốt tóc bà nhẹ nhàng: từ trước tới nay anh luôn thuận theo ý em mà. Em còn bên cạnh anh hay đã ra đi, những lời anh hứa với em tuyệt đối không thay đổi.
Vì sao mà ông Tan phải rong rắc nghe lời bà Phổ Thược? Vì số tiền đầu tiên bỏ ra lập nghiệp là do bà đã bán tất cả đất đai nhà cửa mà cha mẹ mất đi của bà và Phổ Dược đã chia hai. Khi hai người kết hôn, ông hoàn toàn trắng tay. Nghiệp vụ may giày da là do một tay bà thành lập công ty từ nhỏ rồi vừa, rồi trở thành quy mô như hiện nay cũng là do năng lực quản lý của bà. Bà là chủ tịch, còn ông là phó. Nếu như Thiên đủ tuổi thành niên thì bà đã giao chức chủ tịch lại cho con rồi. Hai năm nay, vì căn bệnh ca quái ác này, bà để một mình ông điều hành. Tuy vậy, ông vẫn là phó chủ tịch và công việc vẫn chạy đều. Ông Tan yêu và nể nang bà. Ông cũng yêu và cưng chiều Thiên. Thiên là đứa bé ngoan ngoãn, giàu có nhưng không tự ý. Trong lòng nó, không ai bằng được mẹ về mọi mặt. Cho nên khi bà mất đi, Thiên thấy trống rỗng, bàng hoàng. Nó không thể nào chấp nhận được trong một thời gian dài. Dì Phổ Dược cũng yêu thương Thiên không thua kém gì mẹ nó. Nhưng dì chỉ là dì chứ không phải mẹ, nên quyền hạn cũng ở mức độ nào đó thôi. Dì ở lại chăm sóc nó một thời gian rồi giao lại cho dì Phủ. Dì buộc ông Hoắc Tan không được bạc đãi và đuổi xui dì Phủ, cho dù sau này ông có tục quyền. Ông Hoắc Tan đã hứa với dì trước mặt Thiên và dì Phủ. Phổ Dược đã kết hôn và theo chồng về quản trị. Lần nữa Thiện lại xa một người thân. Nó chỉ có cha, nhưng cha nó bận rộn suốt. Ông đi sớm về muộn, thậm chí có khi còn không về. Ông vẫn yêu thương lo lắng cho nó, và nó cũng hiểu cha nó phải tất bật để lo cho công ty vì mẹ nó không còn. Vậy là sớm chiều, nó được tài xế đưa đi học và rước về. Có dì Phủ lo cái ăn cái mặc cho nó. Dì Phủ là một phụ nữ nhà quê, hiền lành chất phác. Nhà nghèo, không chồng con, nên đi làm ô sin, không vì kiếm tiền trang trải chi phí cho gia đình mà là cám cảnh đơn chiếc của bà Phổ Thược. Lại được bà xem trọng nên dì toàn tâm toàn ý lo lắng cho bà. Dì chăm sóc Thiên từ lúc mẹ nó còn, thấy dì thật thà lại có tấm lòng lương thiện nên bà Phổ Thược đặc biệt ưu ái. Bây giờ trong lòng Thiên, người thân duy nhất của nó là dì Phủ. Thiên sống yên ổn như vậy cho đến khi mãn tang mẹ. Nó được 14 tuổi rồi. Sau khi mãn tang bà Phổ Thược thì ông Hoắc Tan đưa bà Lâm Mẫn Tường và con trai của bà ta nhỏ hơn Thiên 3 tuổi về nhà. Cha nó nói Thiên muốn kêu bằng mẹ thì kêu, không thì gọi là gì. Thiên là đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn luôn nghe lời cha, nhưng kêu người phụ nữ khác bằng mẹ thì nó không chịu. Đời nó chỉ có một người mẹ đã nằm xuống rồi. Ở tuổi 14, Thiên biết thế nào là mẹ ruột mẹ ghẻ. Nhìn mặt người đàn bà này, Thiên thấy giả tạo. Trước mặt cha nó thì dồn dã ân cần với nó. Sau lưng ông, bà ta chẳng hề quan tâm đếm xỉa gì tới Thiên, cứ chăm chút cho con trai mình. Và con trai Lâm Mẫn Sáng là người Việt gốc Hoa, không biết sao mà Sáng lại theo họ mẹ. Khi bà ta nói chuyện với cha nó trước mặt nó, bà hay sổ một tràng tiếng tàu, chủ yếu là để nó không nghe được. Nhưng bà ta đã sai lầm. Thiên sống với cha từ nhỏ, nó cũng thường hay đi theo cha mẹ giao thiệp với khách hàng là người Trung Quốc. Mẹ nó cũng đã từng cho nó học lớp Hoa văn. Thiên vốn thông minh, học một hiểu mười. Nó lại thường xuyên nói chuyện với giáo viên dạy tiếng Hoa là người bản xứ, nên những gì bà ta nói với cha nó đều nghe, hiểu được cả. Lúc bà mới về, do còn kiên nể nên đối xử với nó đàng hoàng ngọt ngào, luôn mẹ mẹ con với Thiên, dù nó không gọi bà bằng mẹ. Càng về sau, càng lạnh nhạt, nhưng Thiên cũng không quan tâm. Bà đặc biệt không thích dì Phủ. Ban đầu, bà ngỡ rằng dì là người nhà của mẹ nó. Nhưng sau khi biết dì chỉ là người giúp việc, thì bà trở mặt, ra vẻ chủ tớ ngay. Có lần, bà quát mắng dì Phủ, bị cha nó nghe được. Ông lập tức can thiệp. Ông nói với bà, dì Phủ là một thành viên của gia đình, là bảo mẫu của Thiên, không được xem dì như người làm, mặc dù dì phục vụ cho cái ăn cái mặc của gia đình. Vì vậy, trước mặt ông, bà tường không dám nói gì. Nhưng khi ông đi rồi, thì lại khác. Dì Phủ tuy nhịn bà Mẫn Tường, nhưng không phục vụ và cũng không sợ. Mỗi khi bà ta quát mắng, dì chỉ im lặng, không trả treo, nhưng cũng không làm theo những gì bà ta sắp đặt. Dì ghét cái kiểu chống nạnh của bà Tường, cái kiểu chắp tay sau đít đi tới đi lui của Sáng. Dì biết ý đồ bà Tường,
muốn gạt bỏ Thiên để con bà thay thế địa vị của Thiên. Và Sáng thì không hề đếm xỉa tới Thiên, nó coi như mình là cậu ấm trong cái nhà này. Qua tìm hiểu, dì Phủ biết bà Mẫn Tường trước đây là công nhân hãng giày của công ty đã nghỉ rất lâu rồi, đã thôi chồng và đang cùng con trai ở nhà trọ. Bà ta bắt đầu quyến rũ ông Tang từ khi bà Phủ Thược lâm bệnh, rồi không biết bằng cách nào bà ta được ông Tang chấp nhận lại đem về nhà nhưng không cưới hỏi. Bà ta mặc nhiên coi mình như chủ nhân của cái nhà này, muốn mọi người phải răm rắp nghe theo lời mình. Thấm thoát mà cũng đã 4 năm trôi qua, Thiên tốt nghiệp cấp 3 và cũng đã đậu vào đại học. Cậu chọn đại học kinh tế, ngành quản trị kinh doanh. Trong những năm gần đây, cứ mỗi một mùa hè, ông Trang thường dắt Thiên ra công ty để cậu tự do tìm hiểu quy trình hoạt động và nghiệp vụ của công ty, chỉ dạy cho Thiên cách theo dõi và quản lý. Thiên cảm nhận được từ ngày mẹ mất, cha cậu càng quan tâm và thương yêu cậu nhiều hơn, mặc dù ông rất là bận rộn. Nhưng mỗi khi về đến nhà là ân cần hỏi han việc học hành của cậu, hướng nghiệp cậu thi vào đại học nào để sau này có trình độ mà quản lý công ty. Ông không hề tỏ ra ưu ái bà Tường, nhưng cũng không bạc đãi, vẫn xem bà như một thành viên trong gia đình. Ông cũng rất ít khi nói chuyện với Sáng. Khi ông Tang có ý mở tiệc mượn Thiên vào đại học thì bà Tường phản đối. Bà nói: đậu đại học có gì lớn lao mà phải đãi tiệc mừng. Mặc kệ bà nói gì thì nói, ông Tang vẫn cứ làm. Ngày hôm đó bà ta và thằng con không tham dự. Tối lại, khi mọi người đã vào phòng có rượu trong người, ông Tang hầm hầm nhìn bà. Tại sao cô không tham dự? Bà trợn mắt ngó lại ông. Tại sao tôi phải tham dự? Tôi có là gì trong mắt nó đâu? Cha con ông tổ chức tiệc mừng thì liên quan gì mẹ con tôi? Lời nói vô trách nhiệm vậy, cô cũng nói ra được à? Tại sao không? Tôi hỏi ông, tôi là cái gì trong ngôi nhà này? Danh phận không có, quyền hạn không có. Tôi giống như một loài chùm gửi ăn bám vào thân cây là ông. Đã ở với ông 4 năm rồi, đâu phải một ngày một bữa. Sao tôi cảm thấy mình như người thừa vậy? Chờ cổ môn sao? Danh phận thì tôi không thể cho cô, nhưng tôi có để cô thiếu thốn sao? Ở trong nhà này, cô la rầy mắng chửi dì Phủ, coi dì ấy như kẻ ăn người ở, trong khi tôi đã nói với cô hàng trăm lần, dì Phủ được sự ủy thác của Phủ Thược ở lại chăm sóc cho Thiên, không ai có quyền đuổi dì ấy ra khỏi nhà kể cả tôi. Vậy mà cô năm lần bảy lượt muốn tôi cho dì ấy nghỉ việc là sao chứ? Tại sao? Tại sao ông không thể cho tôi danh phận? Chứ bây giờ cô không phải là vợ tôi sao? Khi đến với tôi, cô nói chỉ cần tôi thương cô, cho cô và con cô có một chỗ ở bên cạnh tôi để sớm hôm bầu bạn là đủ. Tôi đem cô về nhà, nếu như cô khôn ngoan và biết điều thì sẽ đương nhiên làm chủ căn nhà này. Nhưng cô khó khăn với dì Phủ, hình thức giả dối với tôi, hai mặt với Thiên, cô nghĩ tôi không nhìn ra sao? Tại sao tôi làm vậy, ông không hiểu à? Vì tôi không có cảm giác an toàn, cái hôn thú thôi mà. Ra ủy ban đăng ký kết hôn là xong. Tôi có đòi hỏi ông phải mâm cao cổ đầy, bày 5-10 bàn tiệc đâu. Tại sao không đăng ký kết hôn à? Nói thẳng với cô luôn, tại vì tôi chưa thể quên được mẹ của Thiên. Tại vì tôi không tin cô. Đăng ký kết hôn để làm gì? Để cô danh chính ngôn thuận giành tài sản với con trai tôi à? Bà Tường đứng bật dậy nghiến răng, chỉ thẳng vào mặt ông Tang. À, thì ra trong lòng ông nghĩ như vậy. Thôi, tôi hiểu rồi. Tôi có ở đây làm trâu ngựa hết kiếp, cuối cùng thì cũng ra mình không thôi. Ông Tang khịt mũi, cười gằn. Không mình không đâu cô. Hàng tháng cô xin tôi bao nhiêu tiền, cô nói chi suốt trong nhà, nhưng thật ra cô không hiểu gì về tôi cả. Tôi là một thương nhân, tôi không đổ tiền vào chỗ trống. Thừa biết cô tích lũy tiền bạc để làm gì, nhưng tôi cũng làm ngơ bỏ qua cho cô, coi như đền bù công cô đã theo tôi mà không có danh phận. Nhưng cô cứ xăm xôi địa vị tương lai của con trai tôi thì không được đâu. Bà Tường khinh khỉnh cười lớn. Con trai ông à? Nói mà không ngưỡng miệng. Cái thứ bá dơ đậu được xó chợ lượm đem về nhận làm con, quý giá gì đó. Ông Tang đỏ bừng mặt, hoàn toàn tỉnh hẳn rượu, đập tay vào cánh cửa nghe ầm một tiếng, rồi tiến sát đến bà Tường, mắt long lên, môi mím chặt. Ông muốn quát thật lớn, nhưng cố nén cơn giận dữ xuống, rít lên.
Bà nói ai bá dơ, ai đầu đường xó chợ, hả? Bà nói lại lần nữa coi. Thì thằng con quý tử của ông đó, không phải ông bà đã nhặt nó ngoài đường đem về à? Ông Toan thẳng tay tán vào miệng bà, môi răng da vào nhau, lập tức máu miệng trào ra. Bà từ hoảng sợ, biết mình đã lỡ lời nên nhịn đau bỏ vào toilet đóng cửa lại. Dì phụ đứng trước phòng họ lắng nghe từ lâu và tiếng đập cửa của ông Toan làm Thiên hốt hoảng chạy đến. Cậu kịp nghe hai câu nói sâu cùng của ông Toan và bà Tường. Thiên đứng như trời trồng. Bá dơ, đầu đường xó chợ, con nuôi, nhặt ngoài đường. Là cậu sao? Cậu là con nuôi, chứ không phải do mẹ sinh ra sao? Vô lý, con nuôi sao được cha mẹ cưng chiều hết mực vậy? Thứ bá dơ đầu đường xó chợ, sao ai cũng nói cậu có khuôn mặt chữ điền giống cha và đôi mắt to đen của mẹ? Nhặt ngoài đường đem về, sao lại để cậu thừa kế gia tài kết xù mà hai ông bà đã vất vả gây dựng nên? Nhưng rồi Thiên lại nghĩ, nếu nó không phải là con nhặt được ngoài đường mà là con do cha mẹ sinh ra, thì việc gì trước khi qua đời mẹ cậu phải làm di chúc buộc cha nó phải giao quyền thừa kế cho cậu, trong khi đó là chuyện đương nhiên và cha cậu cũng đâu có ghẻ lạnh gì với đứa con trai duy nhất của mình. Sự xuất hiện của Thiên làm dì Phủ bàng hoàng. Dì hoảng hốt nắm tay Thiên định kéo về phòng thì nghe giọng nói sang sảng của ông Tề Hoắc Tang. Sáng mai tôi sẽ chuyển cho cô 100 triệu vào tài khoản. Chiều mai khi đi làm về, mẹ con bà cuốn gối xéo khuất mắt tôi, không cho phép cô ở lại một giây phút nào nữa. Dì Phủ hả hê vội vàng nói với Thiên. Đi, đi con, đi về phòng. Thiên mặc cho dì lôi đi, trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối. Về phòng, Thiên xà xuống giường, thừ người ra. Cậu nhìn dì Phủ khẩn khoản. Bên trong chuyện này là sao? Dì hãy kể con nghe, đừng giấu giếm gì. Dì Phủ trấn an Thiên. Hơi đau con nghe lời bà ta, bà thèm khát gia tài này muốn điên rồi. Không, không vô cớ mà bà ta nói vậy đâu. Nhưng quan trọng là con có cảm thấy mình giống con nuôi không? Con có nhớ lúc mẹ con còn, lần con lâm bệnh, cha con đã truyền máu cho con không? Không phải huyết thống thì sao truyền máu được chứ? Thiên ngẩn người ra. Phải, cậu nhớ chứ. Hồi đó cậu còn nhỏ, không biết đã mang bệnh gì mà phải mổ, thiếu máu, chính cha cậu đã truyền máu cứu cậu. Phải, nếu không là ruột thịt, sao lại cùng nhóm máu với nhau? Hay là bà Tường vì ghét cậu nên đặt điều nói cho bỏ ghét? Thiên yên lòng rồi, cậu không quan tâm bà Tường nữa. Ngẫm ra, cậu là con trai duy nhất của ông Tang. Bà Tường không sợ cậu thì thôi, việc gì cậu lại sợ bà ta? Dù bà có đơm đạt hay ganh ghét gì cũng không ảnh hưởng tới cậu khi cha cậu luôn thương yêu và tin tưởng cậu. Sáng sớm, dì Phủ cố tình lau chùi hành lang dọc theo các phòng ngủ trên lầu để theo dõi ông Tang và bà Tường. Đúng như dì dự đoán, có tiếng bà Tường nhỏ nhẹ năn nỉ ông Tang. Em xin lỗi anh, hôm qua em có việc riêng, bực bội trong người nên nói những câu làm anh giận. Em xin thề, từ nay sẽ không bao giờ lặp lại sai phạm này nữa. Mong anh bỏ qua cho mẹ con em ở lại bên cạnh anh, làm vợ hờ cũng được. Em sẽ không đòi hỏi danh phận gì nữa đâu. Bây giờ anh đuổi thì em biết đi đâu. Anh đã thương thì thương cho trót. Cho em ở lại tá túc cùng anh để tiện bề chăm sóc anh, nghe anh. Lúc này cô hay làm tôi bực mình lắm. Sẽ không vậy nữa đâu. Nếu có lần sau, anh hãy đuổi thẳng cổ em ra đường, không cần 100 triệu gì cả. Dì Phủ thất vọng khi chẳng nghe ông trả lời. Rồi ông đi làm, bà Tường vẫn ung dung ở lại nhà. Bà ta thay đổi 180 độ, xuống nhà vui vẻ, trò chuyện với dì và ân cần với Thiên. Nhưng cả dì và Thiên đều nhận ra sự giả tạo trong từng lời nói, từng cử chỉ của bà. Chiều ông tan về, mọi việc bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dì Phủ dặn Thiên cũng đừng tỏ ra thái độ nào chứng tỏ rằng cậu đã nghe chuyện. Yên ổn như vậy được 10 ngày, thì một hôm, Thiên nhận điện thoại của bệnh viện cho hay. Ông Tăng đang hôn mê, cấp cứu ở bệnh viện vì bị xe container tông. Tài xế chết ngay tại hiện trường. Thiên điến người, tức tốc xách Honda chở dì Phủ tới ngay bệnh viện 115. Bà Tường hốt hoảng đòi theo, nhưng Thiên vờ đi. Trước khi lên xe,
dì Phủ chợt thấy bà ta nhếch mép, che một nụ cười. Dì chợt lạnh mình. Đến bệnh viện, Thiên lao vào phòng cấp cứu. Dì Phủ nói gót chạy theo. Bác sĩ nói đã đưa ông Tang đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu và dì Phủ tức tốc qua đó. Qua lớp kính, nhìn thấy cha toàn thân băng trắng toát. Thiên kinh hoàng. Cậu thật sự sợ hãi sẽ không còn được gặp cha nữa. Chú đồn tài xế là một người cẩn thận, tại sao lại bị tai nạn thảm khốc như vậy? Chiếc container đồ sộ tông vào chiếc xe con, thì còn gì chiếc xe và những người trong đó. Bác sĩ ngăn cậu lại trước cửa phòng, cho cậu biết tình hình nạn nhân. Ông bị hôn mê do chấn thương não. Ngoài ra, toàn thân đều bị chấn động. Hai chân gãy lìa đã được gia cố bằng những cọng inox. Hai tay bầm dập bởi sự va chạm của hai chiếc xe. Cú đụng này phải dữ dội lắm. Chỉ tại hiện trường, chiếc mẹp bốn chỗ bị dở, bẹp nhúng một phía bên tài xế. Cánh cửa kế bên bung ra. Ông Tang bị hất văng ra ngoài, gây chấn động não và gãy hai chân. Hiện ông đang hôn mê sâu, chưa tiên liệu được sống chết. Các bác sĩ đang theo dõi, chờ hội chuẩn xem có khả năng cứu được bằng cách mổ não hay không. Đứng trước tình thế này, một đứa con trai 18 tuổi như Thiên thật không biết phải làm sao. Ngoài dì Phủ ra, Thiên không còn biết hội ý ai cả. Bên nội không có ai là ruột rà thân thích, chỉ có vài người bà con xa là con cháu của những ông bà đã cùng ông nội Thiên sang Việt Nam lập nghiệp. Ai cũng đã từng được cha mẹ Thiên giúp đỡ và vẫn còn tiền nợ của cha cậu rất nhiều. Có lẽ họ chỉ mong ông Tang mất đi để khỏi phải trả nợ. Họ cho rằng các khoản tiền đó Thiên không hề hay biết chăng. Bên ngoài chỉ còn dì Phổ Dược, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc theo chồng đã hơn 4 năm rồi. Quản trị có bao xa mà dì chưa một lần về. Điện thoại cũng không mà lại đổi số điện thoại, nên Thiên không liên lạc được. Thiên nói với dì Phủ, cậu sẽ sắp xếp công việc rồi xin cha cho cậu và dì đi quản trị một chuyến tìm dì Phủ Dược, qua địa chỉ của chồng ghi trong thiệp cưới, xem cuộc sống của dì ra sao mà bật vô âm tính vậy. Nhưng cậu chưa kịp đi thì cha cậu lại bị vướng vào tai nạn khủng khiếp này. Nói chuyện với bác sĩ xong, Thiên và dì Phủ thẫn thờ ngồi xuống ghế bên ngoài. Dì nắm bàn tay Thiên ủ trong tay mình, động viên. Không sao đâu con, cha con phước lớn mạng lớn, sẽ cứu được thôi. Thiên gật đầu, không nói gì. Bà Tường cũng đã đến, tỏ ra là một người vợ rất yêu chồng. Bà khóc tức tưởi nói với bác sĩ. Hãy cứu chồng tôi bằng mọi cách, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, hãy cứu chồng tôi. Dì Phổ ngứa mắt, bất chợt nói với Thiên. Trong thời gian chờ đợi bác sĩ hội chuẩn, con nên đến công an theo dõi xem họ đã truy tìm được chiếc container gây tai nạn chưa? Để xem đây thật sự là do tài xế bất cẩn hay là âm mưu của ai đó. Dạ dì, con nhất quyết sẽ truy tận gốc chuyện này. À, đi đi con. Thiên đến đồn công an gần nơi xảy ra tai nạn, được cho biết sau khi tông vào xe ông Tang thì tài xế chiếc container đã bỏ trốn. Tuy vậy, từ chiếc xe, công an đã truy được anh ta tên Nguyễn Văn Chờ, 47 tuổi, quê quán ở Phú Yên, lái chiếc xe này chở hàng cho công ty X đã hơn 10 năm, là một người rất cẩn thận và cứng tay lái. Chẳng hiểu sao lại tông vào xe ông Tang như một cố ý, chứ không phải do sự cố. Hiện công an đang truy tìm Chờ, anh ta không có về địa phương. Bà Tường kêu dì Phủ và Thiên về nhà để bà ở lại chăm sóc cho chồng, nhưng Thiên không đồng ý. Cậu nhất định dù cho bà Tường có ở lại hay không thì cậu và dì Phủ phải luôn phiên nhau có mặt tại bệnh viện chờ. Bà Tường nói dì Phủ chỉ là người làm công, lại là đàn bà nên không tiện, và bà ta không cho phép dì Phủ tiếp cận chồng mình. Lúc này đây, bà Tường luôn tỏ ra cái quyền của người vợ. Dì Phủ chứng mắt nói với Thiên, ở đây chỉ có con mới có quyền quyết định mọi chuyện, không cho phép bà ta tự ý gặp bác sĩ, tự ý định đoạt sự sống chết của cha con. Nếu con không quyết liệt thì bà ta sẽ giành lấy thế chủ động, nguy hiểm cho cha con vô cùng. Vì đời có ai đâu lường trước chữ ngờ. Ngày hôm sau, các bác sĩ hội chuẩn xong,
thông báo cho người nhà ông Tề Hoắc Tang biết rằng nếu như tiến hành mổ não thì sẽ có rủi ro cao, hy vọng thành công chỉ có 10%. Nhưng nếu không mổ thì ông sẽ rơi vào hôn mê sâu và không thể tỉnh lại, khả năng trở thành người thực vật là 100%. Bà Tường lập tức khóc ré lên không cho mổ. Bà nói, thực vật thì thực vật, dù ông hôn mê không bao giờ tỉnh lại, nhưng ông vẫn nằm đó và còn thở. Còn thở là còn sống, còn sống là còn kỳ tích, bà sẽ không bị mất chồng. Thiên mặc kệ bà ta, cậu quyết định ký vào hồ sơ chấp nhận để các bác sĩ tiến hành giải phẫu, nhưng bà Tường kịch liệt ngăn cản. Bà trưng giấy đăng ký kết hôn của bà với ông Tang đã ký cách đây 2 năm. Bà nói mình là vợ hợp pháp của ông. Và còn nói Thiên vì muốn ông chết đi để nhanh chóng kế thừa sự nghiệp nên mới quyết định cho mổ khi biết khả năng cứu được chỉ có 10%. Dì Phủ và Thiên bàng hoàng nhìn tờ hôn thú. Hai người biết rõ là bà đã phù phép ra tờ giấy này vì cách đây mấy hôm trước khi xảy ra tai nạn. Ông Tang còn nói rõ là không thể cho bà ta danh phận kia mà. Nhưng đứng trước hoàn cảnh này, hai người phải làm sao? Với kiến thức hạn hẹp của học sinh trình độ phổ thông, Thiên trình bày với các bác sĩ về quan điểm của mình. Sống đời thực vật chỉ làm đau khổ bệnh nhân thêm vì khả năng xuất hiện kỳ tích bằng không. Chi bằng cứ phẫu thuật vẫn còn 10% hy vọng. Nếu sau phẫu thuật, ông khó có thể hồi phục như xưa, nhưng ít ra cũng còn có ý thức. Các bác sĩ đồng ý với Thiên, nhưng một bên là vợ, một bên là con, mà vợ con ông Tang thì không cùng quan điểm, không cùng huyết thống, thật khó xử. Dì Phủ lập tức đến bệnh viện ung bướu tìm bác sĩ Nguyễn Hòa Bình, hy vọng ông sẽ cho ý kiến. Bác sĩ Hòa Bình cũng ủng hộ Thiên. Đứng trước các bác sĩ, Thiên dõng dạc nói với bà: bà không có quyền gì trong việc sống chết của cha tôi. Tờ giấy đăng ký kết hôn này là giả mạo. Trước khi gặp tai nạn mấy ngày, bà còn lớn tiếng đòi cha tôi cho danh phận, nhưng ông đã từ chối. Vậy tờ giấy được ký 2 năm trước từ đâu mà ra? Chuyện này chờ cha tôi tỉnh lại sẽ được rạch ròi. Bây giờ khả năng duy nhất có thể cứu cha tôi là phẫu thuật. Nếu bà có tự trọng, xin hãy đứng ngoài vụ việc này, không nên can thiệp. Và trong thời gian cha tôi vào ca mổ, bà nên về nhà, tránh gây thêm phiền phức để các bác sĩ chuyên tâm. Bà Tường mím môi thở hắt ra, chỉ vào mặt Thiên: mày tưởng mày là ai? Mày có quyền xua đuổi vợ hợp pháp của người ta à? Truy cho tới nơi, mày chỉ là đứa con nhặt về của ổng thôi, không có chút huyết thống nào, có tư cách lên tiếng ở đây sao? Bà đừng chọc tôi nổi giận rồi xúc phạm bà. Bà cứ nói tôi là con nuôi. Được, cho dù là con nuôi, tôi cũng có tên trong hộ khẩu gia đình. Bà có không? Cha tôi còn hay mất, bà cũng không có chút quyền lợi nào khi còn tôi. Người mà hôm nay nằm đây lẽ ra là tôi chứ không phải cha tôi. Bà có giỏi thì làm một cú nữa cho tuyệt tự nhà họ Tề, chừng đó muốn làm mưa làm gió gì thì làm. Khốn kiếp, mày ám chỉ gì đó? Vậy thì trong lòng bà đã hiểu rõ hơn ai hết, hỏi lại nữa sao? Bác sĩ nói: thôi đủ rồi, bây giờ không phải là lúc tranh cãi. Quyết định nhanh chóng thì vào ký biên bản chịu trách nhiệm nếu ca mổ xảy ra sự cố chết người. Cậu đi theo tôi. Thiên quát mắt nhìn bà ta một lần nữa, rồi nói gót theo bác sĩ làm thủ tục. Dì Phủ ngồi xuống băng ghế, thắc mắc mãi, không biết bà ta làm cách nào để có tờ hôn thú đó. Rõ ràng, bà ta có ý định chiếm đoạt tài sản của họ Tề thông qua việc là vợ hợp pháp của ông Tang. Chắc chắn, bà ta còn kế hoạch gì nữa, chứ chỉ căn cứ vào tờ giấy này thì cũng không hất cản thằng Thiên được, dù bà thật sự chứng minh rằng Thiên chỉ là con nuôi. Bà Tường ngứa mắt khi thấy dì Phủ lúc nào cũng sát cánh bên Thiên. Bà nhếch môi, đổ tia nhìn dẻo cợt vào mặt dì. Nịnh cho cố vào, mong rằng nó thừa kế, để sau này nó chăm sóc cho tuổi già. Dì Phủ biểu môi, khinh bạc. Tôi không phải như bà. Tôi có nhà có cửa, có người thân, nhất là có tự trọng. Tôi làm công ăn lương, chứ không phải làm biếng ăn bám như ai kia. Chỉ sợ ông có bất trắc gì thì người đầu đường xó chợ lại là bà. Hỗn láo, người làm công mà ăn nói với chủ như vậy hả? Ai là chủ? Bà không phải. Để rồi bà xem tôi trừng trị bà như thế nào. Đang trong giai đoạn này, tôi có thể thưa bà vì lời hăm dọa vừa rồi.
tôi không sợ bà, vì bà chẳng có gì để tôi sợ cả. Cùng lắm thì cũng như ông Tang hiện giờ thôi. Nhưng bà nên tin là có quả báo trên đời. Tôi nằm xuống sẽ có người lo lắng chăm sóc, còn bà thì không nhé. Thân ở đỡ mà làm giọng cao quý. Phải, tôi ở đỡ, có gì xấu xa sao? Tôi không phải như ai kia, bám vào đàn ông để mong một bước đổi đời. Bà nên gian giá trời để ông sớm hồi phục, thì hỏa hoạn bà mới có chỗ nương tựa. Bằng không sẽ tay trắng đi ra. Đừng hy vọng gì về tờ hôn thú giả đó. Tôi có bằng chứng cách đây vài hôm, ông đã từ chối đi đăng ký kết hôn với bà, nên bà không nên rước nhục vào thân. Bà tưởng tái mặt, nhưng thoáng một cái đã lấy lại bình tĩnh tức thì. Thật hay giả gì sẽ có quan tòa kiểm nghiệm, hơi đâu mà phân bua với bà. Bà có tư cách chất vấn sao? Không có, nhưng cậu Thiên có. Đó là đầu con hoang được đem về nuôi dưỡng. Bà cẩn thận bồm mép, mở miệng ra là con nuôi. Bà có ý đồ gì? Không có chữ ký của tôi đố ai dám ký cho ổng phẫu thuật. Dì phủ trề môi. Tự tin quá. Để bà coi. Đúng như bà tường nói, y tá xuống kêu bà ta lên cùng ký tên giấy Thiên. Vậy bà là vợ của ông Tang. Đưa cặp mắt đắc ý nhìn dì phủ, bà ta nhún vai bỏ đi. Dì phủ tức mà không biết phải làm gì. Ông Tang phẫu thuật cần phải truyền máu. Ông thuộc nhóm máu AB, mà bệnh viện cực hiếm loại máu này, nên rất khó cho ca phẫu thuật. Bà tưởng muốn nhân cơ hội này vạch mặt Thiên là con nuôi, không có huyết thống với ông Ken, nên đề nghị Thiên cho máu, vì họ là cha con ruột. Thiên biết bà cố tình bẫy mình, nhưng cậu nhớ, có lần cha cậu đã truyền máu cho cậu, nên hâm hở chấp nhận. Dì phủ sau khi nghe chuyện, cũng dội vàng động viên Thiên nên trích máu cho cha. Bà tưởng sững sờ khi kết quả thử nghiệm máu của Thiên cũng thuộc nhóm AB. Máu AB là loại hiếm trùng lọc. Bà tưởng không thể ngờ được, dạy giả thuyết bao lâu nay mà bà thu thập được về đứa con nuôi này là sai sao? Dạy nó thừa tư cách để hưởng gia tài, bà có làm gì cũng không tước đoạt được hết. Dì phủ đắc ý trước phản ứng của bà tường, dì nghĩ bà ta sẽ tắt hy vọng bá chủ rồi. Sau 8 tiếng phẫu thuật, bác sĩ thông báo ca mổ tiến hành thuận lợi và thành công. Bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm và xác suất tỉnh lại là 70%. Dì phủ lén nhìn bà tường, mặt bà ta tái mét rồi trở lại bình thường. Dì tin chắc phán đoán của mình về tai nạn xảy ra cho ông Tang là không hề sai. Bác sĩ nói với Thiên, chờ ông Tang tỉnh lại sẽ có 2 phương án. Một là chuyển ông qua bệnh viện Chợ Rẫy để các bác sĩ chuyên khoa theo dõi và làm vật lý trị liệu mới hy vọng ông hồi phục hoàn toàn. Hai là đưa ông về nhà, thuê y tá tới chăm sóc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Chờ ông thực sự khỏe hẳn sẽ làm vật lý trị liệu. Thiên chọn phương án 1. Cậu cho rằng để cha mình ở bệnh viện sẽ tránh trường hợp bà Tường giở trò, dì phủ sẽ bên cạnh ông chăm sóc. Nhưng bà Tường cực lực phản đối. Bà nói đưa ông về nhà để bà có thời gian lo lắng cho chồng. Ông bây giờ đi đứng, ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng phải cần người giúp đỡ, mà không có ai bằng vợ được. Tranh cãi một hồi, Thiên nói với bác sĩ, bao giờ cha tôi tỉnh lại để ông tự quyết định. Khi ông Tang được đưa xuống phòng bệnh, bà Tường không cho phép dì phủ đến gần. Thiên lập tức tìm bác sĩ Nguyễn Hòa Bình, nhờ ông giới thiệu cho cậu một bác sĩ thân quen với ông để theo dõi bệnh án của cha cậu. Bác sĩ Hòa Bình nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Nguyễn Đức Thuận đang công tác ở bệnh viện 115, gửi gắm bệnh nhân Tề Hoắc Tang. Thiên chỉ sợ bà ta giở trò với cha mình, vì sợ ông tỉnh lại sẽ truy tìm nguyên nhân của tai nạn chết người vừa rồi. Bà Tường chăm sóc ông Tang được 2 ngày rồi giao cho y tá, đi biền biệt từ sáng tới chiều liên tiếp mấy ngày liền cũng không về nhà, để mặc cho sáng ra ngoài ăn uống. Dì phủ và Thiên cũng không bận tâm tới mẹ con bà ta. Từ hôm xảy ra chuyện, sáng chưa một lần nào đến bệnh viện thăm ông Tang. 5 ngày thì ông Tang tỉnh lại, người đầu tiên ông nhìn thấy là Thiên, sau đó là dì phủ, bà Tường vẫn chưa về.
Ông nhìn qua hai người một lượt rồi nhắm mắt lại. Thi ngồi cạnh ông, nâng hai bàn tay ông lên xoa bóp. Cha, cha nhận ra con không? Ông mở mắt nhưng ánh mắt vô hồn, không trả lời. Theo lời dặn của bác sĩ, dì Phụng nấu cháo loãng, đút từng muỗng cho ông ăn. Ông Tan vẫn không nói, cũng không biểu hiện gì là nhớ mặt mọi người. Bác sĩ Thuận khám và cho biết não ông đã hết máu bầm, khả năng hồi phục là rất cao. Người nhà cứ yên tâm. Bà Tường thấy ông đã tỉnh, lộ vẻ vui mừng âu yếm, đuổi mọi người ra ngoài để một mình bà chăm sóc ông. Nhưng Thiên và dì Phủ nhất quyết ở lại. Thiên đã đăng ký cho dì Phủ là người chính thức nuôi bệnh, còn cậu và bà Tường chỉ là người đi thăm, hết giờ phải về. Bà Tường chưa hay biết chuyện này, bà nói huyên thuyên. Anh á, làm cho em lo quá. Mấy hôm nay em đi chùa gian trái cho anh mau tỉnh lại với em. Em sợ anh bỏ rơi em. Không còn anh á, em chẳng biết làm sao nữa. Nhưng ông Tan chẳng có phản ứng gì. Thiên về nhà, bác gặp Sáng đang bày binh bố trận trong nhà. Nó lôi dàn karaoke giữa đại sảnh, hát sướng vang trời. Thiên nổi máu xung Thiên, bực bội quát. Tình cảnh này á, mà mày còn có tinh thần ca hát sao? Sáng bất bình, nghênh mặt lên. Tôi làm gì mà không có tinh thần? Cha anh chứ bộ cha tôi sao? Mẹ tôi ở đó là được rồi. Tôi tới chỉ ngán tay ngán chân. Tao không cho phép mày làm ầm ĩ trong nhà. Anh nói lấy quyền gì? Anh chỉ là đứa con nuôi. Tôi là con của mẹ tôi. Tính ra có dính líu với ông ta hơn anh một chút. Mày câm cái miệng chó của mày lại nghe. Chọc tao nổi điên á là mày không yên thân đâu. Anh á, làm gì thì làm tôi coi coi. Thiên không nhịn được nữa. Cậu giang tay tán bốt vào mặt Sáng. Sáng không ngờ nên không đề phòng, té sắp xuống gạch đau điếng. Nhưng không có mẹ ở nhà nên không dám nằm vạ. Nó rút điện thoại gọi cho mẹ nó. Ngay lúc ấy Thiên cũng có điện thoại. Là ông Phạm Văn Thục, người của công ty và là bạn thân của cha mẹ cậu. Từ lúc ông Tan khởi nghiệp là ông Thục đã có mặt rồi, nên ông Tan rất quý trọng và xem ông Thục như người nhà. Ông Thục hỏi mấy hôm nay nhà có chuyện gì mà không thấy ông đến chủ trì cuộc họp, lại để bà Tường không biết gì về nghiệp vụ chuyên môn thay mặt. Nếu đến thì phải là Thiên, không tới lượt bà ta. Thiên vội vã giải thích với ông Thục và yêu cầu ông mở cuộc họp cổ đông. Ông Thục nói đây là công ty một thành viên do ông bà Trề Hoắc Tan đầu tư 100% vốn, nên không có cổ đông. Nếu Thiên muốn thì ông sẽ giúp cậu triệu tập các ban bệ lại để mở cuộc họp báo cáo tình hình hoạt động của công ty. Ông còn nói thêm, ngày nào bà cũng ở trong phòng chủ tịch, kêu hết người đứng đầu ngành này tới đầu ngành khác đến nói chuyện riêng, coi mồi muốn thôn tính ngôi chủ tịch rồi. Thiên tức tốc đến bệnh viện, mặc kệ Sáng đang tru tréo hâm he đủ thứ, cậu bỏ ngoài tai. Ông Tan nằm đó, mắt mở lớn nghe cậu trình bày, nhưng không biểu hiện gì là nghe và hiểu. Cha, bà Tường đến công ty chủ trì cuộc họp, thì ra bà ta đã lén nghe điện thoại của cha. Bà tuyên bố từ nay bà sẽ thay mặt cha điều hành công ty mà không nói cho người ta tình hình hiện tại của cha. Con đã nhờ chú Thục mời các đầu ngành đến. Cha ơi, cha phải mau chóng bình phục. Hiện tại con chưa biết phải làm gì để điều hành công ty cả. Con cũng không đủ bản lĩnh để đối phó với bà Tường. Cha đừng bỏ con lúc này nghe cha. Ông Tan vẫn cứ im lặng, nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn. Hôm sau, Thiên đến công ty để chủ trì cuộc họp, thì bà Tường đã chém chệ, ngồi sẵn trong phòng rồi. Những trưởng phòng của công ty đều là người tính cẩn của ông bà Trề Hoắc Tan, nên sự cố tình của bà Tường làm ai cũng thấy chướng mắt. Mở đầu cuộc họp, ông Thục lên tiếng trước. Chủ tịch á, gặp tai nạn xe, tạm thời chưa đến công ty được. Mọi vận hành của công ty từ nay sẽ nghe theo sắp xếp của cậu chủ, người sẽ thừa kế công ty trong tương lai. Trước mắt, xin quý vị đồng ngành hợp tác, chúng ta sẽ có một bữa ra mắt phó chủ tịch trong vài hôm tới. Mọi người đều thống nhất ý kiến của ông Thục thì gặp ngay phản ứng của bà Tường. Tôi phản đối. Ồ, tại sao? Thiên còn quá nhỏ để tiếp quản công ty. Nó chưa biết gì về nghiệp vụ giày da. Lại nữa, nó sắp sửa nhập học, không có thời gian theo dõi công việc. Tôi là vợ hợp pháp của ông Tan. Tôi lại có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành nghề này.
trong thời gian ông nhà tôi chưa hồi phục, tôi sẽ thay ông đảm nhiệm chức vụ này. Ông Thục xua tay. Bà không thể thay thế chủ tịch được. Tất cả chúng tôi ở đây đã từng được chủ tịch ủy thác là nếu như ngày nào đó chủ tịch gặp bất trắc gì, không kịp bàn giao cho cậu Thiên, thì chúng tôi hứa phải dốc sức phò trợ cậu ấy điều hành công ty. Lời hứa đáng giá ngàn vàng. Bà dù là vợ của chủ tịch nhưng không có quyền tham gia vào việc này. Bà Tường vỗ bàn, đứng phát dậy. Không có quyền là sao? Tôi là vợ, đương nhiên phân nửa tài sản thuộc về tôi. Tôi thay mặt chủ tịch coi sóc công ty, chứ không phải chiếm đoạt, vì ông nhà tôi còn sống sờ sờ ra đó. Lúc sinh thời, ông tâm sự rằng Thiên chỉ là đứa con nuôi, phải giao hết tài sản cho một đứa con không chút quan hệ máu mủ với mình. Ông không cam tâm. Thiên không kìm được sự giận dữ. Bà luôn mồm gọi tôi là con nuôi. Bà đuôi mù không thấy tôi vừa tiếp máu cho cha tôi sao? Tôi đã hỏi rõ bác sĩ rồi. Đó là sự tình cờ. Hễ trùng nhóm máu thì có thể cho và nhận được. Nhóm máu chỉ là định hướng. Còn muốn xác định cha con hay không thì phải xét nghiệm AND. Cậu dám không? Tại sao tôi lại không dám? Nhưng để làm gì? Một lần nữa khẳng định với bà, cho dù tôi có là con nuôi đi chăng nữa thì tôi cũng danh chính ngôn thuận làm con của cha mẹ 18 năm nay. Tôi có khai sinh, có di chúc của cha mẹ. Bà dựa vào đâu mà bày lắm trò như vậy? Ông Lăng, giám đốc công ty, thấy hai người cứ đôi co qua lại, bèn khoát tay. Chuyện này á, hạ hội phân giải đi. Trước mắt á, làm đúng theo luật. Chúng ta sẽ phò tá Thiên điều hành công ty. Dù bà là vợ chính thức hay là mẹ ruột của Thiên, thì bà cũng không nên ở lại đây mà tranh chấp. Bà Phổ Thược sẽ không làm điều này như bà. Bà Tường định nói gì thêm, nhưng ông Thục đã chấm dứt cuộc họp. Bà ta đùng đùng nổi giận, xách bóp hùng hổ ra về. Thiên cũng về, cậu không về nhà mà đến bệnh viện. Bà Tường đã có mặt trước cậu. Thiên bắt gặp bà đổ dì phủ ra ngoài. Dì không ra, bà liền tu tréo. Biết thân biết phận dẫm cái, bộ muốn tranh thủ lấy lòng để sau này một bước lên trời à? Tôi còn ngày nào thì bà đừng nên tơ tưởng gì. Thiên bước vào, cậu hất tay bà ra khi bà đang nắm tay ông Tan. Bà nhiều lời tôi sẽ cấm bà tới đây luôn đó, cho bà biết. Mày làm được, tao mới ngán. Tôi nói được làm được. Cha tôi tỉnh lại, bà sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà ngay tức khắc. Tờ giấy đăng ký kết hôn giả mạo của bà không có tác dụng gì đâu. Ai nói với mày là giả? Đưa đi kiểm nghiệm xem có phải chữ ký của cha mày không. Không nói nhiều với bà, hãy chờ cha tôi. Chờ? Chờ cho ổng một xương trên giường à? Mày nhìn cái mặt ngơ ngơ của ổng kìa, đã mổ não rồi còn bình thường được sao? Vậy sao bà vẫn tỏ ra quyến luyến người không bình thường? Đóng kịch hay quá đó. Cảm ơn đã khen. Nhìn bà ta trây trúa, Thiên bực không tả nổi. Cha cậu là người đâu ra đó, cớ sao lại dây vào loại đàn bà này chứ? Bà Tường ở lại một hồi rồi về. Bà ta còn thằng con Quý Tử ở nhà chờ mẹ về để vội vĩnh bà. Thiên kể cho cha và dì Phủ nghe tất cả mọi việc đã xảy ra. Cậu lo lắng vì bên cạnh mình hiện giờ không có ai đủ bản lĩnh để hướng dẫn cậu từng bước đi, trong khi bà Tường luôn là vật ngán đường của cậu. Dì Phủ nghĩ chỉ có một người mới có thể trị được bà ta, đó là Phổ Dược. Nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc theo chồng tới giờ đã 4 năm hơn, Phổ Dược chưa một lần liên lạc về nhà. Dì nói với Thiên, tranh thủ lúc cậu chưa nhập học, hãy túc trực ở bệnh viện mà chăm sóc cho cha. Dì sẽ đi quản trị một chuyến, sẽ lần theo địa chỉ nhà chồng của Phổ Dược ghi trong thiệp cưới mà tìm cho được Phổ Dược, xem cuộc sống cô ra sao mà lại quên bản đứa cháu nội tội nghiệp của mình. Hai hôm sau, dì Phủ khang gối lên đường. Máy bay đáp xuống phi trường, dì vội vàng bắt taxi đến địa chỉ nhà chồng Phổ Dược. Thì hỡi ơi, sự thật bày ra trước mắt, làm dì Phủ tối tăm mặt mũi và đau điếng trong lòng. Nhà của Trần Ngạn Quyền, chồng Phổ Dược, ở ngay trung tâm thành phố Quảng Trị, là một căn nhà lầu 2 tầng, có xây một cổng rào hoành tráng, luôn đóng cửa im ỉm, muốn vào phải bấm chuông. Mở cửa cổng cho dì Phủ là một phụ nữ trạc tuổi Phổ Dược,
xem có vẻ sang trọng quý phái. Cô ta chỉ thò đầu ra nhìn, rồi hất hàm, giọng trịch thượng. Tìm ai? Xin lỗi, phải đúng là nhà của cậu Quyền không ạ? Đúng rồi, tìm ảnh có chuyện gì? Tôi từ Sài Gòn ra, muốn gặp vợ anh ấy. Gặp để làm gì? Tôi sẽ nói khi gặp mặt. Bà có quen với vợ anh Quyền sao? Tôi là người nhẹ. Cô gái biểu môi, cười nhẹ. Đừng thấy người sang rồi bắt quàng làm họ, tôi không quen bà. Nói xong, cô ta lạnh lùng, khép vội cổng. Dì Phủ trố mắt nhìn cô ta, đưa tay chặn cánh cổng lại. Cô nói sao? Cô là vợ cậu Quyền à? Không phải vợ cậu ấy là Lê Thị Phổ Dược sao? Phổ Dược gì ở đây nữa? Ả đã rời khỏi đây từ 8 đời dương rồi. Tại sao cô ấy không có về nhà? Bà đi tìm Ả mà hỏi. Xong, cô ta bạo dạn đóng sập cửa lại. Dì Phủ giận tím người. Đã ra đến đây rồi, dì không thể quay về khi chưa gặp được Phổ Dược. Chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy? Trong lòng bất an, dì nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân. Phổ Dược là em ruột của Phổ Thược. Trong lòng dì Phủ luôn xem chị em Thược Dược là người thân của mình. Biết Phổ Dược đã bị nhà chồng ruồng bỏ, dì làm sao có thể quay về Sài Gòn mà không tìm gặp cô ấy được? Giận sôi gan, dì bấm chuông inh ỏi, buộc nhà họ phải ra mở cửa thôi. Quả đúng vậy, có tiếng cầu nhàu trước khi cánh cổng được mở ra. Người đàn bà mập mạp, bề thế khoảng hơn 70 tuổi, mặt vẫn còn son phấn loè loẹt, câu có nhìn dì Phủ, tỏ vẻ bực bội. Chuyện gì mà bấm chuông kinh thế? Dì Phủ nhận ra ngay, đó là mẹ chồng của Phổ Dược. Dì hôm đám cưới, chính bà ta đứng ra làm lễ bái đường cho con trai và dâu. Lúc đó, thái độ bà ta xung xoe nịnh hót ông Tang lắm. Dì biết ông là chủ tịch của một công ty lớn. Bây giờ, dì lẽ gì chỉ mới cưới Phổ Dược về chẳng bao lâu, cô ấy lại bị đuổi đi như vậy. Cũng giọng nói trịch thượng của cô gái ban nãy đang đứng sau lưng bà cụ. Bà ta đến tìm ả kia. Nè bà, tôi nói bà chưa hiểu sao. Ả đã bị tống cổ ra khỏi nhà 4 năm nay rồi. Tìm gì nữa mà tìm? Dì Phủ không đếm xỉa tới cô ta, dặn lòng phải hết sức nhã nhặn với người đàn bà có tuổi này mới mong tìm được tung tích Phổ Dược. Cho nên, dù rất bức bối, dì vẫn từ tốn. Chào bà, chắc bà là mẹ của cậu Trần Ngạ Quyền. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phủ, là người nhà của Phổ Dược. Từ khi Phổ Dược theo chồng về đây đến nay, đã hơn 4 năm chưa một lần quay về nhà, cũng không có điện thoại liên lạc gì cả. Gia đình nóng ruột nên tôi mới ra đây xem sự thể ra sao. Bà ta đưa mắt nhìn dì Phủ, nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Dì cảm thấy ngột ngạt, khó chịu với tia nhìn đó. Quan sát dì một hồi, bà ta không nói không rằng, khép cửa lại định quay vào nhà, thì dì Phủ hét lên. Bà không trả lời, thậm chí không thèm tiếp xúc tôi. Được, tôi sẽ nhờ chính quyền xem bà có thoái thác được không. Chờ tôi đó. Dì định quay lưng thì cánh cửa mở toang ra. Thoái thác cái gì? Nó không ưng ở đây nữa thì đi đâu mặc xác nó. Ly dị xong rồi có quan hệ chi nữa mà bận tâm. Nó không điện đài hay về nhà là chuyện riêng của nó, không đổ lỗi cho ai được. Nhưng vì sao lại ly dị? Hai người đã yêu nhau lâu lắm mà. Chuyện đó bà nên hỏi nó. Ít nhất bà cũng nên mời tôi vào nhà, trình bày hết đầu đuôi cho tôi nghe chứ. Nó không còn là dâu tôi thì người nhà của nó không việc gì tôi phải tiếp đãi. Tôi không cần bà tiếp đãi, chỉ yêu cầu bà cho tôi biết nguyên nhân vì sao họ đã cưới nhau rồi mà chẳng bao lâu lại chia tay. Tôi đã nói rồi, muốn biết nguyên nhân cứ tìm nó mà hỏi. Được rồi, nếu như bà không muốn nói rõ với tôi sẽ nhờ chính quyền can thiệp xem bà có hợp tác không. Một đứa con gái miền Nam lấy chồng ra miền Trung rồi bạc vô âm tính, người nhà ra tìm mới biết bên chồng đã cưới vợ khác cho con trai họ. Nếu tôi nghi ngờ bà giết người tiêu hủy xác thì bà trả lời sao? Mẹ Quyền thở hắt ra, chỉ vào mặt dì Phủ, nghiến răng. Còn khốn, mày dám? Nó thôi con tao rồi đi đâu á
làm sao tao biết được, theo thằng nào không chừng. Bà đừng ăn nói hàm hồ, Phổ Dược không phải là hạng người đó. Cô ấy là người có học thức, gia đình thuộc giới thượng lưu, chịu lấy con bà là phước phần của nhà bà rồi. Tao nhổ vào cái phước phần đó. Thôi, không rộn chuyện nữa. Mày muốn báo công an thì báo. Chuyện này chính quyền sở tại đã biết rồi. Biến đi cho khuất mắt dòng họ nhà mày. Nói xong, bà đóng ập cửa lại, rồi kéo tay con dâu, ngoe ngoảy đi vào nhà. Dì Phủ đứng bần thần một hồi rất lâu. Chuyện gì đã xảy ra cho Phổ Dược vậy? Gặp cảnh đen bạc thế này, sao cô không trở về nhà? Phổ Dược vẫn còn một căn nhà lớn ở Sài Gòn kia mà. Trước đây, cô muốn chồng mình cùng ở lại thành phố lập nghiệp, nhưng công việc thủy thủ của Quyền là ở quản trị. Giả lại, anh còn mẹ già cần phải phụng dưỡng, nên Phổ Dược phải khăn gói theo chồng. Khi đi, cô mang theo rất nhiều tiền của. Vậy nếu như không trụ được ở nhà Quyền, thì cô cũng có thể tự mình ra ngoài sống. Nhưng tốt nhất là nên quay lại nhà, hay là cô sợ nhục. Nhưng ít ra cũng phải điện thoại về, chứ sao lại im hơi lặng tiếng như vậy? Mẹ Quyền không hợp tác, không chỉ chỗ ở của Phổ Dược, thì dì chỉ còn cách nhờ tới chính quyền thôi. Thời bây giờ không thể tin được ai. Biết đâu, thấy Phổ Dược có nhiều của cải, họ đã giết cô phi tan xác, rồi tung tin cô bỏ nhà theo trai thì sao? Phải báo chính quyền để nhờ họ vào cuộc. Dì đã tới đây rồi, không thể về không, mà chẳng biết gì về tin tức của cô hết. Gặp công an phường, dì Phủ chết đứng. Thì ra Phổ Dược đang ở tù do ngộ sát, bị kêu án 3 năm, cũng sắp mãn hạn tù rồi. Vì sao mà ngộ sát? Ngộ sát ai? Theo lời công an viên đã tham gia điều tra vụ án, thì hôm đó Tư và Lệ đến chơi với bà Nhiên, mẹ chồng của Phổ Dược. Theo lời khai của bà Nhiên và Lệ, khi biết Tư và Quyền là thanh mai trúc mã, đã từng có một thời yêu đương gắn bó, thì Phổ Dược đùng đùng nổi giận, đuổi xua và lớn tiếng lăng mạ Tươi. Tội nghiệp Tươi, một cô gái quê mùa hiền lành, có miệng mà không giải thích được, chỉ biết khóc. Bất nhẫn trước những lời lẽ vô cảm của Phổ Dược, Lệ, bạn thân của Tươi, đã lên tiếng bên vực cho bạn. Hai bên xảy ra xô xát, khi bà Nhiên có vẻ tiếc nuối Tươi và bất mãn thái độ trịch thượng hỗn láo của Phổ Dược, nên Lệ gây gỗ với Phổ Dược. Phổ Dược bèn lao tới, xô ngã Tươi đập đầu vào cánh cửa. Máu ra rất nhiều, cộng với cô ấy có bệnh tim mới vừa phẫu thuật, chưa lành vết mổ, nên chưa kịp đi bệnh viện thì đã tắt thở. Có lời khai của bà Nhiên và nhân chứng sống là Lệ, nên Phổ Dược phải ra tòa bồi thường sinh mạng cho Tươi và bị kêu án 3 năm tù giam vì tội ngộ sát. Theo hồ sơ vụ án thì còn 5 ngày nữa Phổ Dược sẽ được ra tù. Công an cho dì địa chỉ của nhà giam. Để xác minh rõ hơn về vấn đề, dì Phủ lại quán nước gần nhà bà Nhiên. Qua hỏi thăm, dì biết bà Nhiên trước đây khi còn nghèo túng, rất nhún nhường với xóm giềng. Bà sống dựa vào tiền lương thủy thủ của Quyền, mà anh ta cho mẹ cũng khi lặng khi hụt. Nhà cửa dù ở ngay mặt tiền trung tâm dãy phố, nhưng sập xệ, tồi tàn, đôi lần định bán đi để tìm mua chỗ khác rẻ hơn, cất lại khang trang hơn. Sau khi cưới vợ cho Quyền là Phổ Dược, dụ dỗ cô cất nhà đồ sộ, rồi bắt đầu trở mặt, muốn tống cổ cô ra để độc chiếm căn nhà một mình. Ý đồ của bà Nhiên muốn bán căn biệt thự này đi về vùng quê mua đất cất nhà để dư ra một số tiền lớn dưỡng già. Nhưng có mặt Phổ Dược thì không được, nên bà cố tình kêu bạn gái cũ của Quyền đến chọc tức Phổ Dược. Không ai tin Phổ Dược giết người, dù là ngộ sát. Mọi người nói, nếu như sau khi ra tù, Phổ Dược đòi lại tiền cất nhà, thì tất cả sẽ đứng ra làm chứng cho cô. Bà sống không được lòng ai vì thói kinh kiệu, làm như mình là bậc thượng lưu trưởng giả sau khi có căn nhà nguy nga tráng lệ rồi. Suốt ngày kêu ca đầy ải con dâu, coi cô còn thua người ở. Còn bây giờ thì đội con dâu mới trên đầu, bị nó quát mắng hàng bữa. Đúng là quả báo liền trước mắt. Quyền thì đi suốt, không ai biết anh ta nghĩ gì sau chuyện này. Chỉ thấy khinh ghét khi Phổ Dược vào tù không bao lâu thì đã cưới vợ khác. Vợ lại là bạn thân của người yêu cũ. Nhìn mặt biết ngay, đó là loại người nanh nọc. Dì Phủ thuê khách sạn nghỉ lại Quảng Trị chờ Phổ Dược. Dì điện thoại cho Thiên,
kể toàn bộ câu chuyện xảy ra của cô. Dì Phổ một mực không tin Phổ Dược là con người hàm hồ như vậy, vô cớ chửi mắng, xô đẩy người ta dẫn đến cái chết. Phổ Dược mà dì biết, tư cách không thua kém chị mình là Phổ Thược. Khi chia gia tài của cha mẹ để lại, biết chị mình cần vốn mở công ty, cô đã nhường cho chị phần nhiều. Phổ Thược nhiều lần lên tiếng, mời Phổ Dược cùng quản lý công ty với vợ chồng ông bà. Nhưng cô từ chối, vì không muốn dây dưa tới tài sản của chị. Ngay khi bà Phổ Thược sắp qua đời, rõ ràng có ý muốn tác hợp chồng cho em mình. Nhưng cô vẫn không chấp nhận, dù tình cảm anh rể em vợ trước giờ luôn tốt. Chuyện xảy ra tới như vậy rồi, mà Trần Ngã Quyền ở đâu? Sao không bênh vực vợ mình? Ít ra, anh ta phải can thiệp bằng cách vận động người nhà của Tươi bãi nải chứ. Tại sao anh ta lại vội vã lấy vợ khác? Nhìn thái độ mẹ và vợ anh ta, chị Phủ đánh giá, hai người này cũng không vừa gì. Dứt khoát, có điều chi ẩn khuất bên trong. Giá nào, dì cũng phải gặp được Phổ Dược để nghe chính miệng cô xác nhận. Năm ngày sau, hừng sáng, dì Phủ đã có mặt tại cổng nhà giam. Hơn 8 giờ, dì thấy Phổ Dược đi ra, tay cô xách một túi đồ, quần áo cũ kỹ, khuôn mặt bơ phờ, hốc hác. Dì Phủ lặng người theo dõi xem có ai đến đón cô không. Dì hy vọng sẽ là Quyền, nhưng không thấy ai cả. Phổ Dược làm lũi bước và đưa mắt tìm xe. Không kìm nén được, dì Phổ lao tới gọi tên cô trong nước mắt. Phổ Dược! Phổ Dược! Phổ Dược ngẩng mặt lên, cô hốt hoảng khi thấy dì Phổ, nhanh chóng bước lại gần dì, thảng thốt. Chị Phổ! Sao chị tới đây? Nhà có chuyện gì hay sao? Dì Phổ rơm rớm nước mắt. Lo cho em trước đi. Vì sao ra nông nỗi này? Em bị hại phải không? Khoan đã, sao chị biết em ở đây mà đi đón em? Công an nói cho chị biết, vì bà ta không chịu tiếp chị. Em oan uổng phải không Phổ Dược? Oan uổng hay không á, thì chuyện cũng qua rồi chị. Thoát khỏi gia đình đó phải trả giá bằng 3 năm tù, em thấy cũng xứng đáng. Đi, vừa đi vừa nói vậy. Chị có kêu xe đến kia, tạm thời chị em mình về khách sạn ở rồi tính. Về tới khách sạn, dì Phủ tẩy trần cho Phổ Dược bằng một bữa ăn thịnh soạn. Phổ Dược thuở nào mượt mà, đẹp đẽ, uy nghiêm, nay đen nhẽm, phong trần, làm lòng dì Phủ trùng xuống. Bỗng chốc quên thân phận người làm công của mình với em bà chủ. Dì chỉ nghĩ trước mắt là đứa em gánh chịu nỗi bất hạnh khi về với nhà chồng, cần được dì bảo vệ mà thôi. Kể chị nghe đi, vì sao nên nỗi này? Phổ Dược mím môi, chậm chậm lắc đầu. Do không lường trước được lòng người, bà ta ngay từ đầu đã không ưa em, nhưng biết em có tiền nên lợi dụng, vội vĩnh cái này, vội vĩnh cái kia. Tiền lương của Quyền bao nhiêu bà quản lý hết, không ló ra một xu tiền chợ. Thương chồng nên em cũng không nói gì. Bà ta không cho em đi làm, bác ở nhà hầu hạ, dâng cơm rót nước cho bà như con ở. Không đi làm, không có thu nhập, thì tiền đâu cung phụng bà ta hoài. Quyền thì đi biển quanh năm, hiếm hoi mới ở nhà được vài ngày, thì bà bắt ảnh đưa đi về quê nội quê ngoại, không cho vợ chồng em có không gian riêng. Ảnh đi rồi, bà luôn miệng nhắc tới Tươi là người yêu cũ của Quyền. Nghe nói trước đây bà chơi Tươi nghèo nên không cho phép Quyền quan hệ với cô ấy. Mà thật ra bà ta có khá giả dĩ đâu. Có nhà mặt tiền nhưng chỉ là nhà cấp 4. Em dễ mới dùng tiền mình đập ra xây lại mà chẳng có chút công. Mỗi lần Tươi đến đều đi cùng Lệ. Chị ghé nhẹ gặp người mà bà kêu là con dâu đó chính là cô ta. Đúng, Tươi hiền lành bao nhiêu thì Lệ hung ác bấy nhiêu. Mấy lúc sau này bà ta xôn xoe Lệ vì nó may mắn trúng được 5 tờ độc đắc, lãnh về 9 tỷ đồng, quà cắp đủ thứ cho bà ta. Nó nhiều lần chọc tức em, khi gặp Quyền ở nhà, nó ổng ẹo ve vãn. Em không thấy Tươi có biểu hiện gì là còn tình cảm với Quyền, nhưng Lệ thì có. Hôm xảy ra chuyện, nó tới khiêu khích em, mẹ chồng ủng hộ nó. Tươi nhiều lần khuyên can, nhưng nó có nghe đâu. Nó nói những câu xúc phạm em, nên em đánh nó. Nó đâu có nhịn chị, nó cào cấu em, được mẹ chồng tiếp tay. Tươi tới cản,
thì bà mẹ chồng xô Tươi té bật gọng, và người gây ra cái chết cho Tươi chính là bà Nhen. Vậy mà bà tru lên là do em xô. Lễ làm chứng, em có miệng không nói nên lời. Khi anh Quyền về, anh tin mẹ mình mắng nhiếc em ác độc. Quyền không hề biết rằng bà ta đã đối xử với em ra sao gần một năm qua. Biết em không còn người thân, bà hành em y như con ở. Bà ta nằm võng xem tivi suốt, hét kêu bưng nước, dọn cơm, lau nhà, giặt giũ, chửi mắng suốt ngày. Hàng nghìn lần em muốn bỏ về, nhưng gái lộn chồng, ai coi trọng nữa chị? Hàng trăm lần em muốn ly hôn với Quyền, nhưng anh cứ hứa lần hứa lượt sẽ đưa em theo ra biển, không phải làm dâu con ai cả. Sau lần bà dụ em về Sài Gòn bán nhà, đem ra mở quán làm ăn, bị em từ chối, bà ghét em ra mặt, liên tục gọi điện kêu Tư và Lễ đến chơi, bắt em hầu hạ. Tươi cũng được lắm chị, cũng phụ em, nhưng bà ta không cho. Có nhiều khi Tươi không đến, chỉ có mình Lễ. Thôi thì, hai người mặc sức mà công kích em. Em giờ không thèm đếm xỉa. Trước khi em vào tù, bà buộc vợ chồng em ký giấy ly hôn vì không chấp nhận con dâu giết người. Thật ghê tởm, thật chán ngán con người đó, nên em đồng ý ký ngay vào giấy ly hôn. Đáng buồn là Quyền cũng không phản ứng gì. Bị oan ức 3 năm ròng, lúc nào em cũng nuôi ý định trả thù. Nhưng bây giờ em thông suốt rồi, không đáng nữa chị à. Dì Phủ đặt tay mình lên tay Phổ Dược, nhẹ nhàng. Chuyện lớn vậy, sao em không điện thoại về nhà? Còn nhớ số não đâu mà điện. Hôm nọ bà ta mắng chửi em, giật lấy điện thoại của em ném xuống gạch bể nát. Chưa đủ, bà ta gom mấy mảnh vụn quăng xuống lầu. Em tìm không ra sim nữa. Cũng mấy lần định vô Google tìm số công ty anh rể, nhưng ngại làm phiền người nhà, nên thôi. Nếu chị không ra tìm em có định về không? Về chứ chị, ở đây không còn gì để em luyến tiếc nữa. Nhưng trước khi về, em phải đòi lại toàn bộ số tiền em đã bỏ ra cất nhà. Hóa đơn thiết kế bản vẽ, hóa đơn mua vật liệu xây dựng, hóa đơn mua đồ trang trí nội thất đều do em đứng tên chi trả. Rất nhiều người làm chứng, em đã bỏ tiền ra cất ngôi nhà đó. Bà ta không cải chài cải cối được đâu. Em buộc bà ta phải bán nhà trả tiền lại cho em. Tối thiểu cũng 2 tỷ đồng. Phổ Dược ngừng lại, tò mò nhìn dì Phổ. À, chị ra đây á, dì lo cho em, hay còn chuyện gì khác? Bên nhà sao rồi chị? Anh rể khỏe không? Thiên đã vào đại học chưa? Dì Phủ lần lượt kể cho cô nghe tất cả, từ việc bà Tường á Quyền trong nhà, đến việc luôn rêu rao Thiên là con nuôi, từ việc ông Tang xảy ra tai nạn, cho đến việc bà ta nhúng tay vào công ty. Phổ Dược lắng nghe, nhếch mép cười. Đúng là con người có lòng tham, làm chuyện vô pháp vô thiên mà lại tin tưởng mình thắng cuộc. Chị đừng lo, Thiên dù là con nuôi hay con ruột, thì vị trí của nó trong ngôi nhà đó vẫn không ai thay thế được. Bà Tường không có tư cách để tranh giành, dù là một chút quyền lợi. Đừng tưởng giấy tờ hôn thú giả đó mà bà ta có thể tác oai tác oái. Giải quyết xong chuyện nhà cửa ở đây, em sẽ lập tức quay về liền. Di chúc của chị hai em vẫn còn giữ, luật sư Tòng giữ một bản. Anh rể lỡ như có mệnh hệ nào thì tài sản sẽ thuộc hết về Thiên. Bà ta đừng mong tơ hào một cát. Chuyện nhà cửa đất đai không phải một ngày một bữa. Nếu bà ta không đồng ý, em đem ra chính quyền cũng phải kéo dài thời gian mời tới mời lui, lâu lắm mới xong. Chị yên tâm, 3 năm trong tù em có quen biết với nhiều tay to mặt lớn. Họ tới thăm bạn thường xuyên nên cũng thường xuyên trao đổi với em. Họ sẽ giúp em. Em không phải vì tiền mà đòi chia chác căn nhà, nhưng em phải tuyệt đường bà ta, để coi khi trắng tay, con dâu quý của bà còn ở lại với bà không. Là con Lễ sao em? Đúng vậy chị. À, chị đã gặp qua. Cô gái đó công cớn ra vẻ đài cát. Nó là loại người đó mà. Em sẽ cho nó bài học. Tiện thể, em cũng nhìn lại bản mặt người đã thề thốt cùng em răng long tóc bạc. Bây giờ ra sao? Sao lại đối xử với em như vậy? Chị về trước đi. Nếu phải ra chính quyền, em sẽ nhờ người theo dõi rồi bay về ngay. Chị yên tâm, em đủ khôn ngoan để đối phó, cũng đủ tiền bạc để chơi với bà ta. Nhưng chị sẽ theo em gặp lại bà Nhen, để lỡ như bà giở trò, em lại vướng vào oan ức như vừa rồi đó.
chị đi với em cũng tốt, để chị an tâm thôi. Em sẽ nhờ luật sư đi cùng. Nghỉ ngơi một hôm, hôm sau, Phổ Dược điện thoại cho luật sư Phan Giáp Hải cùng đi với cô. Ba người đến nhà bà Nhen vào buổi sáng. Lệ mở cửa cổng, cô ta sững sờ khi nhìn thấy Phổ Dược. Không chào hỏi Lệ, Phổ Dược đẩy rộng cánh cổng ra, lách mình đi vào, đưa tay mời luật sư Hải và dì Phổ vào. Lệ chặn lại. Nè, 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 các người đi đâu? Luật sư Hải từ tốn. Tôi là luật sư Phan Giáp Hải, thân chủ của tôi là bà Lê Thị Phổ Dược. Luật sư tới đây làm gì? Không phải tội phạm đã thi hành án xong rồi sao? Phổ Dược không nhìn Lệ, vẫn ung dung tiến vào nhà. Tôi tới để lấy đồ, tài sản tôi còn ở đây mà. Tôi bỏ hết rồi. Bỏ thì phải đền, cô đền không nổi đâu. Bà Nhen trố mắt khi thấy Phổ Dược cùng hai người nữa xông vào. Bà chặn lại. Mày ra tù rồi hả? Đã ly dị với con tao rồi, đến đây làm gì nữa? Đến để coi bà sống ra sao. Đến để lấy lại những gì thuộc về mình. Nhà này còn gì thuộc về mày? Có chứ, nhà do tôi cất mà. Hoặc là bà định giá căn nhà, tôi trừ tiền xây cất xong sẽ thối lại cho bà phần dư. Hay là bán căn nhà này đi, trả lại cho tôi toàn bộ tiền tôi đã bỏ ra cất nhà. Buồn cười. Ai làm chứng mày bỏ tiền ra? Giấy tờ làm chứng, láng giềng làm chứng, đủ chưa? Trước đây bà ăn không đủ no, tiền tỷ đâu mà cất nhà. Loại người ăn rồi quẹt mỏ, dắt chanh bỏ giỏ, qua cầu rút ván như bà, phải đầu đường xó chợ mới xứng đáng. Còn khốn, mày muốn gì? Tôi nói rồi đó, muốn đòi lại tiền cất nhà tôi đã bỏ ra. Hóa đơn còn đủ đây, 3 năm nay giá cả cũng thay đổi, nhưng tôi chấp nhận chịu thiệt, chỉ lấy lại tiền mình đã bỏ ra thôi. Bà có tiền trả tôi thì căn nhà này cứ giữ lấy. Trên trời dưới thế không ai bỏ tiền cất nhà lại đòi. Phải, vì trên trời dưới thế có người ăn ở bội bạc, vu khống người ta để trốn tội của mình, nên hạng người nào cũng có bà Nhen à. Bà nói chuyện với luật sư của tôi đi, tôi vào phòng lấy đồ đây. Phòng gì nữa, đồ đạc của mày á, tao bỏ thùng rác hết rồi. Bà dám sao? Vi phạm vào vật dụng riêng tư của người khác, gây tổn thất nghiêm trọng đến tiền của. Bà lại phạm tội nữa rồi. Đời này của bà coi như xong rồi, bà nhỏ Nhen ơi. Khốn nạn, ai cho phép mày gọi tao như vậy? Phổ Dược không trả lời, cô lên lầu cùng dì Phổ, Lệ nối gót theo sau. Đúng là bà ta đã dọn bỏ tất cả đồ đạc của cô. Quần áo, son phấn trong tủ bây giờ đã thay bằng đồ của Lệ. Phổ Dược vẫn ung dung, cô nhờ dì Phổ cùng cô kéo cái tủ ra trước sự chứng kiến của Lệ. Phổ Dược mò mẫm một hồi, rồi dùng viên gạch dàn giấy trên bàn của Lệ đập vào. Một miếng gạch dán tường vỡ, hiện ra một ô trống. Phổ Dược rút một cái hộp từ ô trống đó. Cô mở ra xem, rồi cười mãn nguyện, nói với dì Phổ. Còn đủ cả chị à, giấy tờ nhà đất ở Sài Gòn, sổ ngân hàng, chứng từ hóa đơn mua đất cất nhà. Phen này á, bà ta không thoát được đâu. Nè Lệ, cô có ngon á thì bỏ tiền ra trả thay cho mẹ chồng. Nghe nói lúc nãy người làm mẹ là cô, chứ không phải bà Nhen mà. Lệ không nói gì, vẫn còn bàng hoàng vì những việc trước mắt vừa rồi. Xuống nhà, luật sư Hải nói với cô. Bà ta bất hợp tác. Thôi, chúng ta về. Cô viết lá đơn gửi lên tòa án, mọi việc sau đó giao cho tôi. Phổ Dược nhìn khuôn mặt tái mét của bà Nhen, đắc ý cúi xuống, kề sát tai bà, nói nhỏ. Tôi sẽ chơi chết bà. Tiền bạc, bà không bằng tôi đâu. Sau đó, Phổ Dược giao lại cho luật sư Hải. Có gì thì điện thoại cô ra. Hôm sau, cô và dì Phổ trở về Sài Gòn. Hai người về nhà dẹp hành lý xong,
tức tốc tới bệnh viện. Thiên và một người bạn của cậu túc trực bên ngoài cửa phòng. Lúc Phổ Dược đi, Thiên còn là cậu bé, bây giờ đã là một thanh niên trưởng thành, mặt mũi khôi ngô, phản phất nét của ông Tang và của bà Phổ Thược. Nói Thiên không phải là con ruột của hai người, thật không có cơ sở. Thiên cảm động ôm lấy dì ruột mình. Trên đời này, ngoài cha cậu ra, chỉ còn Phổ Dược là ruột rà thân thích với cậu. Sau giây phút mừng mừng tủi tủi chào đón nhau, Phổ Dược hỏi: "Tình hình cha con ra sao rồi?" "Cũng vậy thôi dì à, cha con không có ý thức gì hết. Ông mở mắt, đút gì cũng ăn, cho uống gì cũng uống, nhưng không biểu cảm gì hết, tay chân cũng không ngoan ngoe cử động luôn." "Bà Tường thì sao? Lúc nãy dì về nhà, không thấy mẹ con bà ta đâu." "Con cũng không biết, hành tung bà ta bí ẩn lắm. Lúc trước cứ vô công ty muốn nắm quyền, nhưng mấy chú không cho phép, nên ức lắm. Cứ luôn miệng tuyên bố bà ta là vợ hợp pháp của cha con, và con là con nuôi, nên không có quyền thừa kế." "Nhảm nhí hết sức. Bây giờ, người có quyền thay đổi nhân sự chỉ có cha con và con thôi. Bà ta muốn ngồi vào vị trí nào cũng phải có sự cho phép của con, phải có giấy bổ nhiệm mới được. Mộng thôn tính công ty của bà ta chỉ là mơ tưởng thôi. Điều đó mà bà ta không biết thì cũng không phải là người sâu sắc nguy hiểm mà mình cần đề phòng. Thôi, để dì vào thăm cha con." Một mình Phổ Dược bước vào trong, Thiên nói với dì Phổ: "Bà Tường thấy dì vắng mặt lâu ngày, cười mai mẻ là dì không chịu nổi cực khổ nên bỏ trốn rồi. Con cũng không thèm giải thích chi với bà ta." Dì Phổ cười: "Quan tâm làm gì, miệng lưỡi chẳng có chỗ dừng đó con. Kệ xác bà ta đi." Phổ Dược nhìn anh rể nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, cảm thấy chạnh lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, nâng niu, dịu dàng gọi khẽ: "Anh rể, anh Tang, Tề Hoắc Tang." Ông Tang mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào Phổ Dược, đôi mắt chớp chớp. Phổ Dược cảm nhận được tay ông run run. Vậy là ông đã nhận ra cô, vừa mừng vừa bất an. Cô không dám nói phát hiện của mình cho Thiên và dì Phổ nghe. Phổ Dược trân trối ngó ông Tang, cô không ngồi xuống hỏi nhỏ: "Anh á, nhận ra em phải không? Anh không bị mất ý thức phải không?" Ông Tang nhắm mắt lại. Phổ Dược nghĩ rằng ông cố tình tránh né câu trả lời. Cô mừng quá, ông mới vừa khôi phục ý thức, hay trước giờ giả vờ để thử lòng mọi người. Cô vẫn nắm lấy bàn tay ông, nói khẽ, giọng xa vắng: "Em biết anh lo cho em, vì sao mà em từ chối lời của chị hai ở lại chăm sóc anh và con? Thật ra em không yêu quyền, chắc anh cũng biết rồi. Em lấy anh ta vì cảm thấy mình có lỗi với chị hai em, mặc dù không phải do chúng ta cố ý làm ra chuyện." Nghe tin anh gặp tai nạn, trái tim em như bị ai bóp nát, nghẹt thở. Em nóng lòng muốn chạy đến bên anh, em sợ sẽ không gặp anh lần cuối. Trời còn thương chúng ta, anh nhận ra em làm em mừng và hạnh phúc lắm, anh biết không? Tỉnh lại đi anh, tỉnh lại để xử lý mọi chuyện. Em sẽ không trốn tránh anh nữa đâu." Ông Tang mở mắt ra, âu yếm nhìn cô, xoay bàn tay nắm chặt lấy tay Phổ Dược. Nước mắt vui mừng tràn ướt cả mặt. Cô nắm cả hai bàn tay ông, giọng nói chan chứa nỗi niềm: "Anh tỉnh rồi phải không? Anh tỉnh lâu rồi phải không?" Ông Tang nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra, thay cho cái gật đầu. Phổ Dược lắp bắp: "Hôm rày do anh giả bộ sao? Giả bộ để theo dõi và thử lòng mọi người." Ông Tang lại gật đầu bằng mắt. Phổ Dược sờ vào mặt ông: "Vậy em cũng nên giờ như không biết anh đã hồi phục ý thức phải không?" Ông Tang nhắm mắt lại rồi mở ra. Cô vội vã gật đầu, giấu nỗi vui mừng vào lòng. Cô buông tay ông xuống rồi xoay lại ngoắt mọi người vào, ngẩng lên nhìn Thiên: "Ba con cứ như vậy đó sao?" "Dạ, nhưng ba con không nhắm mắt lại như bây giờ, luôn mở lớn mà không biểu hiện gì hết." "Con có nói cho ba nghe những diễn biến trong nhà và công ty không?" "Cha con có nghe được đâu mà nói gì?" "Nghe được đó con, hãy nói chuyện với cha, dần dần ông sẽ hồi phục ý thức thôi." "Vậy thấy cha con còn cơ hội phục hồi không?" "Còn chứ,
anh ấy đâu thể nào suốt đời làm người thực vật được con. Có dì ở đây, bằng mọi cách, dì sẽ vực dậy cha con. Thiên trong lòng tràn đầy hy vọng, nhưng cũng vô cùng thắc mắc. Trước đây, theo trí nhớ của cậu, dì Phổ Dược và cha cậu ít khi nói chuyện riêng với nhau, càng ít tỏ ra thân thiết và luôn đối xử với nhau lịch sự, đúng mực em vợ anh rể. Hai người có thân thiết gì đâu mà dì nói có dì ở đây, dì sẽ vực dậy được cha cậu. Phổ Dược nói, chị Phổ và hai cháu về đi, em ở lại trông anh cho. Chịu đem cơm vào là được, để nếu như bà Tường có đến, em cũng biết cách đối phó. Buổi chiều, bà Tường đến, sau dì Phủ và Thiên một chút. Bà không biết Phổ Dược, nhưng ngờ ngợ dì cô có nét giống Phổ Thược. Bà ta liếc ngang dì Phủ. Trở lại rồi à, cuối cùng cũng nghĩ thông, thà chịu cực một chút mà có nơi nương tựa chứ gì. Dì Phủ cười khỉnh, cố tình chọc tức bà. Tôi đi tìm người về trị bà, chắc bà đã biết bà Tan có người em gái là Phổ Dược. Phổ Dược là người giữ di chúc của bà Tan, cũng là người giám hộ Thiên cho đến 25 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học. Có Phổ Dược đây, bà đừng tơ hào gì đến gia tài ông Tan nữa. Nhìn bà Tường thoáng sững sờ, dì Phủ đắc ý bồi thêm. Bà sợ rồi phải không? Bà Tường tạo ra vẻ mặt bình thường, công cớ. Việc gì tôi phải sợ? Cô ta bất quá cũng chỉ là em của người quá cố thôi, sao bằng được tôi là vợ đương kim? Phổ Dược ngẩng mặt lên khinh bỉ. Vậy hóa ra đây là vợ đương kim của anh rể tôi sao? Đúng vậy, có hôn thú đàng hoàng. Tờ giấy hôn thú như bà, tôi làm 10 cái cũng được, không cần anh rể tôi có đồng ý hay không. Những trò trẻ con đó bà gạt được ai? Coi chừng á, tôi lôi ra cả đám đã tiếp tay cho bà hòng chiếm đoạt cái gì đó của anh tôi ra mà trừng trị đó. Cô không được vu khống. Tôi tuyệt đối không vu khống. Bà tưởng rằng anh rể tôi như thế này thì bà sẽ khống chế được mọi thứ sao? Bà thật nông cạn. Thứ nhất, công ty có những vị lão thành sát cánh với anh chị tôi từ lúc lập nghiệp, họ sẽ tin mà giao chức chủ cho bà sao? Thứ hai, Thiên có di chúc thừa tự tài sản bao gồm nhà cửa, bất động sản và công ty, bà lấy tư cách gì để giành? Thứ ba, anh tôi vẫn còn đây, chỉ cần còn một hơi thở thì không có ai ngồi được vị trí chủ tịch. Thứ tư, bà là ai? Chỉ là vợ tạm chồng hờ. Anh tôi cho bà nương tựa vì cám cảnh chồng bà đã từng giúp anh tôi giành hợp đồng, giành thị trường mà phải hy sinh. Chuyện này bộ bà tưởng tôi không biết sao? Anh tôi thuê nhà cho mẹ con bà ở, bà cố tình chiêm chuộc anh tôi, nói nợ nần xã hội đen do chồng gây ra, rồi gian cảnh để đám xã hội đen lại siết nợ, khiến anh tôi phải bỏ tiền ra trả thế cho chồng bà. Số tiền đó được chia ra để bà xài phí. Sau đó, bà khóc lóc nói vì anh tôi quá tốt, nên bà thầm yêu, năn nỉ xin anh về sống chung để chăm sóc. Giả lại, ở ngoài một mình mà lại có nhan sắc, sợ đám công đồ tới kiếm chuyện hành hung, mà còn nói không cần danh phận, chỉ mong mỏi được ở cạnh anh tôi thôi. Một lần bà gọi điện kêu anh ấy đến, lát sau dàn cảnh cho một gã đàn ông tới cưỡng bức bà để anh tôi giải thoát cho bà. Vậy là anh động lòng đem bà về nhà. Chắc bà không thể ngờ rằng bọn họ đã bán tin tức cho anh tôi để lấy tiền. Anh ấy không nói gì với bà, nhưng tuyệt đối không động chạm đến bà từ trước đến giờ. Vậy mà vẫn mồm năm miệng mười đòi danh phận với anh ấy. Vì từ chối bà nên anh tôi mới gặp tai nạn thảm khốc như vậy. Thương cho tài xế phải bỏ mạng vì mưu sâu kế độc của kẻ tán tận lương tâm. Rồi sự thật cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi. Nghe đâu bà truy tìm thân phận của Thiên, cho nó là con nuôi. Bây giờ trước mặt mọi người, tôi long trọng tuyên bố với bà, Tề Hoắc Thiên là máu mủ chính thống của nhà họ Tề, đủ tư cách để kế thừa và duy trì nòi giống cho dòng họ. Muốn xét nghiệm AND? Xin mời. Bà Tường tái mặt, rít lên. Cô đặt điều vu khống. Tôi về với ông Tan thì cô đã theo chồng đi xa rồi. Làm gì biết chuyện chi mà kể danh dách như thật vậy? Ủa, bà buồn cười chưa? Trên đời có một thứ gọi là điện thoại, bà biết không? Bà Tường im lặng nghĩ cách đối phó. Dì Phủ và Thiên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 4 năm nay, Phổ Dược không liên hệ về nhà, sao mọi việc lại rành rẽ như vậy?
Chẳng lẽ ông Tang đã từng kể cho cô nghe? Nhưng Phổ Dược ở trong tù kia mà. Nhiều lần dì Phổ và Thiên lo lắng vì sự bạc vô âm tính của Phổ Dược. Ông Tang cũng nghe nhưng có phản ứng gì đâu. Không lẽ do dì dựng chuyện? Nhưng dựng chuyện mà đánh trúng yếu điểm của bà ta được sao? Bà Tường suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định làm mọi người giật mình. Các người rắc rối quá. Tôi chán ngán gia đình này lắm rồi. Thứ em vợ mà cũng nhào vô đòi quyền hạn. Bây giờ ông Tang cũng không làm nên trò trống gì. Coi như người đã chết. Tôi muốn ly hôn với ông ta. Mặc kệ các người muốn ôm ấp trân quý thân thể bất động từ từ thối rữa của ông ấy. Nhưng ly hôn thì phải có quyền lợi của ly hôn. Tài sản của ông ta lớn như vậy, tôi cũng phải có một phần. Phổ Dược nhìn bà bằng ánh mắt dẻo cợt. Vậy xin hỏi, bà cần bao nhiêu mới chịu rời xa anh tôi? Một căn nhà và 5 tỷ đồng. Ít vậy? Nhiều đó đủ để mẹ con tôi sống rồi. Vậy bà chờ anh tôi tỉnh dậy, xác nhận tờ hôn thú này là thật, thì chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ cho bà. Ông ta chỉ là một cái xác chưa chôn, chờ tỉnh lại chỉ là chuyện hoang đường. Phổ Dực mỉm cười, ngồi xuống cạnh ông Tang, nắm lấy tay ông. Anh nghe gì chưa? Bà ta nói anh là cái xác chưa chôn kìa. Đã đến lúc anh trừng trị bà ta rồi. Ông Tang mở mắt ra, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bà Tường, ánh mắt lộ vẻ căm giận. Mọi người thảng thốt, nhất là bà Tường, bà ta lắp bắp. Ông tỉnh rồi sao? Cha phục hồi rồi hả cha? Ông Tường nhìn Thiên, tiếng nói đầy quyền uy. Đỡ cha ngồi dậy. Thiên quá sức vui mừng, cậu nhanh chóng đỡ ông ta ngồi dậy, Phổ Dược lấy gối tấn cho ông dựa vào. An dậy rồi, ông ta nhìn bà Tường. Cô là vợ chính thức của tôi sao? Bà Tường hoảng quá rồi, nhưng cố trấn tĩnh lại. Đúng vậy. Tôi và cô đã làm hôn thú rồi à? Đúng vậy. Mình chưa từng động phòng, sao lại là vợ chồng? Chẳng lẽ anh bị đụng xe rồi mất trí sao? Mình sống chung với nhau hơn 4 năm mà chưa từng là vợ chồng à? Phải, sống chung nhà, ngủ chung phòng. Nhưng giường ai nấy ngủ, tôi chưa từng chạm vào người cô, sao gọi là vợ chồng được? Không phải vợ chồng mà có hôn thú là sao? Cô giỏi lắm, Lâm Mẫn Tường. Cố tình mưu sát tôi để hưởng gia tài. Cô nghĩ rằng với cái hôn thú giả đó, cô có thể được lợi lộc gì sau khi tôi chết? Anh nói bậy bạ gì? Cố tình mưu sát gì chứ? Không phải hôm rồi, cô đã nói khi tôi hôn mê sao? Cô còn cười gằn, chửi tôi không cho cô danh phận, thì cô sẽ tự làm cho mình. Cô đắc ý kể danh sách kế hoạch gây tai nạn cho tôi. Lẽ ra tôi phải chết ngay sau đó. Nhưng trời thương nên giữ mạng tôi lại. Sở dĩ tôi phải giả như không hề có ý thức để cô không đề phòng. Chứ nếu biết được tôi đã hồi phục, cô sẽ giết người bịt miệng. Người đàn bà như cô thật kinh khủng. Nhưng cô gian mà không ngoan. Lòng tham làm mờ mắt. Chúng tôi không phải là những con rối để cô dễ dời. Kế hoạch non nớt như vậy mà lại đi thực hiện giữa chốn thương trường, toàn những thương gia đầu óc đã có sẵn. Bây giờ lại đòi ly dị vì cảm thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa sao? Một căn nhà và 5 tỷ đồng. Cô ấu trĩ lắm, Lâm Mẫn Tường à. Không có chứng cớ. Ông đừng vu oan tôi. Cô đã khai rồi, chứng cớ công an sẽ tìm. Tìm ra tài xế container thì sự thật sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi. Để xem cô có bao nhiêu tội và ở tù bao nhiêu năm. Để coi số phận thằng con của cô sẽ ra sao. Đừng hy vọng gì ở tôi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cách tốt nhất bây giờ là cô về thu xếp thằng quý tử của cô trốn đi thật xa. Tôi hứa sẽ không truy tìm. Đó là chút tình còn lại đối với Hồ Dực, chồng của cô. Bằng không, khi tôi xuất diện thì cô không còn cơ hội nữa. Bà Tường bần thần, suy nghĩ và run sợ. Ông Tang đưa mắt ngó qua dì Phủ, Thiên, Phổ Dược, từng người một, rồi dừng lại ở bà Tường. Sẵn đây, tôi muốn nói rõ với bà
và công khai mối quan hệ của tôi với Thiên cho tất cả biết. Đúng, Thiên không phải là con do Phổ Thược, vợ tôi sinh ra. Bà Tường sáng mắt lên, hy vọng mập mờ điều gì đó. Thấy chưa, nguồn tin của tôi không sai mà. Ông Tang nghiêm sắc mặt, giọng đanh thép. Nhưng là con nuôi hay con ruột thì ảnh hưởng chi đến bà? Tôi chưa nói xong thì bà đã cướp lời rồi, hàm hồ quá. Phải, tuy nó không phải do Phổ Thực sinh ra, nhưng nó là con ruột của tôi, con của tôi và Phổ Dược. Như sét đánh ngang mày, Thiên đứng chết lặng nhìn Phổ Dược đang cúi đầu thật thấp. Dì Phổ như đã biết trước được sự việc nên chẳng phản ứng gì. Bà Tường khẩn trương chồm người tới. Tốt đẹp quá, anh rể em vợ làm chuyện xấu xa, mèo má gà đồng, lại dám đem con về cho vợ nuôi. Hai người phản bội bà Phổ Thực như vậy, không biết xấu hổ sao? Bà im đi, không biết cái gì thì câm miệng lại. Tôi nói điều này ra vì đã đến lúc Thiên phải biết mẹ mình là ai. 20 năm trước, Phổ Thực biết mình không thể sinh con được, nhưng cô ấy cũng không muốn nhận người ngoài làm con, nên năn nỉ Phổ Dược và tôi sinh cho cô một đứa con. Cô sẽ thương yêu đứa con đó như con của mình. Phổ Dược từ chối, nhưng thấy chị mình ngày đêm rầu rĩ vì không có người thừa kế, nên từ từ xiêu lòng. Tôi và Phổ Dược không có mối tình gì hết. Tôi cũng không can đảm làm chuyện đó với người con gái đoan chính như Phổ Dược. Nhưng mỗi ngày, bên tai nghe vợ nỉ non và nhìn thấy Phổ Dược dịu dàng bên cạnh chị, nên tôi động lòng. 2 năm sau, tôi với Phổ Dược mới 2 lần đến với nhau. Kết quả thì Thiên ra đời. Cả 3 chúng tôi đều giữ lời hứa của mình. Phổ Thực thương yêu Thiên còn hơn con đẻ, lập tức khai sinh cho nó. Tôi thì im lặng, còn Phổ Dược luôn luôn né tránh tôi. Thật ra, tôi yêu hết 2 chị em họ, nhưng không được quyền sở hữu cả 2. Đến khi lâm chung, Phổ Thực muốn chúng tôi nối lại duyên xưa, để Thiên có mẹ ruột chăm sóc. Nhưng Phổ Dược bỏ đi lấy chồng vì không muốn làm khó tôi. Những chuyện sau này xảy ra cho cô ấy tôi đều biết. Tôi đã nhiều lần ra quản trị thăm cô, tự hứa với lương tâm mình sau khi cô ấy được tự do sẽ rước cô về cho cô danh phận, sẽ công bố chính thức quan hệ mẹ con của cô và Thiên. Nhưng sắp đến ngày Phổ Dược tự do thì tôi lại bị bà Tường làm cho nằm đây, không kịp nói với Thiên về thân phận của nó. Rất may là chị Phổ đã đi tìm cô ấy. Trong những ngày hôn mê, tôi biết tâm địa của bà Tường nên cố tình tỏ ra mất ý thức. Nếu không làm vậy, bà ta sẽ giết người diệt khẩu là cái chắc, mà tôi thì không đủ sức phản kháng. Nói xong, ông có vẻ mệt mỏi, nhưng thấy Thiên vẫn bàng hoàng đứng thừ người, ông từ tốn ngoắt cậu lại. Nhìn mẹ đi con, đây là mẹ ruột của con đó. Đã hy sinh đời con gái để sinh ra con. Cũng chính vì điều này mà mẹ con đã bị chồng ruồng bỏ sau khi lợi dụng bòn rút tiền của để lo cho nhà mình. Mẹ con là người đàn bà vĩ đại, chưa từng dùng quyền làm mẹ để ép cha hay mẹ Phổ Thực của con làm gì. Một lòng một dạ với mẹ lớn của con. Sau khi mẹ con mất, cô ấy cũng không vì lẽ đó mà danh chính ngôn thuận nhận lại con, vì sợ con mặc cảm. Dì Phủ cũng tiếp lời ông. Phải đó Thiên, chuyện này dì cũng rõ nhất. Nhưng bao nhiêu năm qua dì không nói cho con biết, dì chờ cha con nói trước. Cho nên vì sao con thấy dì luôn tuyên bố con là con ruột của cha con, không sợ phải xét nghiệm AND gì hết. Mẹ Phổ Dược của con xứng đáng để con gọi mẹ, xứng đáng được cha con rước về cùng ông chung sống hết quãng đời còn lại. Nhìn mẹ đi Thiên. Thiên nước mắt quanh tròng, cậu quỳ xuống dưới chân Phổ Dược, gọi tiếng mẹ thiêng liêng lần đầu tiên. Phổ Dược ôm lấy đầu Thiên, âu yếm vuốt ve mà nước mắt chảy quanh. Bà Tường chướng mắt chanh dấm. Cải lương quá, giống Tô Ánh Nguyệt quá hen. Dì Phổ cướp lời. Bà đừng nói điên, Tô Ánh Nguyệt gì ở đây? Ông Tang hàn học. Trước khi tôi đổi ý thì bà nhanh chóng về thu dọn đồ đi liền. Chị Phủ kêu thêm vài người hàng xóm đến chứng kiến bà ta dọn nhà,
bà ta chỉ được quyền mang theo những gì của bà ta thôi. Biến đi, đừng để chướng mắt tôi. Và cũng không nên nói thêm một câu nào. Tôi không muốn nghe. Ba ngày sau, ông Tang xuất viện về nhà. Hai tay đã hoạt động bình thường, nhưng hai chân thì bác sĩ nói khi nào rút inox ra sẽ làm vật lý trị liệu, từ từ sẽ hồi phục. Sau đó, ông ngồi xe lăn, Phổ Dược đẩy ông vào công ty, tuyên bố khi ông dưỡng bệnh, Phổ Dược sẽ điều hành công ty để Thiên chuyên tâm cho việc học. Ông vui vẻ nói thêm, sau khi khôi phục sức khỏe hoàn toàn, sẽ chính thức cưới Phổ Dược làm vợ. Mọi người đều chúc mừng ông. Thiên tưởng mình sẽ khó chấp nhận sự thật, nhưng không phải, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi biết dì ruột là mẹ mình. Phải, nếu cậu chịu để ý một chút, cậu sẽ thấy dì đối xử với cậu không khác chi mẹ phổ thường. Cậu có đến hai người mẹ, có phải là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời không? Từ ngày nhìn lại mẹ, Thiên thấy cuộc sống của mình phong phú hơn, muôn màu muôn vẻ hơn. Về nhà, cậu được nhìn thấy cha mẹ hạnh phúc, thương yêu chiều chuộng cậu. Có mơ, Thiên cũng không dám mơ điều này. Bà Tường cuốn gói đi đâu bạc tâm, không còn ai biết tên của bà nữa. Chắc bà ta cũng đã sợ rồi. Luật sư Phan Giáp Hải gọi điện cho Phổ Dược, cho cô hay tòa án đã thụ lý hồ sơ của cô. Gia đình bà Nhiên đã từng lo lắng chạy chọt để hy vọng thắng kiện. Họ tin tưởng con dâu sẽ bỏ tiền ra chuộc căn nhà, nhưng cô ta nói phải sang tên ngôi nhà lại cho cô ta thì cô ta mới chấp nhận bỏ tiền. Lệ vốn là người tráo trở nên mẹ con bà Nhiên không đồng ý. Cuối cùng Quyền và Lệ đã bỏ nhau rồi. Lệ đem vụ bà Nhiên xô chết tươi ra đe dọa, nhưng luật sư của bà Nhiên nói nếu sự thật phanh phui thì Lệ cũng mang tội đồng lõa, nên cô ta mới bỏ qua. Mới đây bà ta đã kêu người tới định giá ngôi nhà, hình như có ý muốn bán để trả lại tiền cho Phổ Dược. Luật sư Hải nói để ông theo dõi tiếp, có gì sẽ thông tin cho cô sau. Phổ Dược tin tưởng, giao mọi việc cho luật sư lo. Gia đình bốn người họ sống vui vẻ hạnh phúc. Sau khi lấy inox ra, ông Tang làm vật lý trị liệu tại nhà, luôn có Phổ Dược giúp sức. Thiên chuyên tâm vào việc học của mình, giao toàn bộ công ty cho mẹ. Dì Phủ được cả nhà xem như chị cả, ăn cơm chung mâm, không còn chút phân biệt đối xử. Sóng lặng gió yên, hạnh phúc ngập tràn. Những tấm lòng biết nghĩ, biết hy sinh cho nhau, cuối cùng cũng hưởng được quả ngọt.